gì Tứ? Ai mua hộp gì lớn không? Tôi mua. Dân chơi miền Tây, 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 Tây. Dân chơi miền Tây, 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 Tây. Dân chơi miền Tây cứ ăn chơi hoài sáng không ra đồng, tôi đi lòng vòng ai mà chịu nổi. Ai tới miền Tây hỏi tên tôi ai ai cũng biết, con nít cũng biết. Ba đạp xe lôi mà bán hộp xoàn miền Tây nổi tiếng, nổi hơn Minh Tinh. Với tôi sang giàu có tiền mua tiền muốn ai cũng được, giàu mà. Muốn gửi em lại về làm giàu cho má tôi vui. Thần trai đào hoa khắp miền Tây ai ai cũng biết, công tử miền Tây. Anh tỉnh giàu sang có ruộng vườn cò bay thẳng canh, bay xong chết luôn. Lấy anh đi lại nếu mà em ứng má qua cười liền, chịu đi lại. Hãy mau yên lòng về đây làm giàu cho đại gia tỉnh. Ai tới miền Tây thấy là ghiền, chân chơi miền Tây không có phiền. Chỉ sợ lúc nó không có tiền, nó hay nổi khùng nó nổi điên. Đánh mất những gì nó hồn nhiên, lúc đó nó nổi bằng tiếng miền. Bạn bè xung quanh ai có tiền, không cho nó mượn dễ gì yên. Dân chơi miền Tây rất ngoan hiền, dân chơi miền Tây không có phiền. Dân chơi miền Tây lại là trời ơi, con nói rồi chỗ này nó có cái lỗ. Để con, để con. Trời. Con banh càng bịt lỗ bảo vệ cậu. Trời ơi, cái lỗ gì mà lỗ ác như vậy? Dạ. Trời, dám chút hư bộ đồ vía của tao rồi. Tao có ghẻ mày? Con biết mà. Đây nè, đôi giày tao mới mua. Quá bóng. Cái quần tao mới mà. Quá đẹp. Cái áo tao mới mà. Quá sang. Công việc gì tao mới mượn nè. Quá đẹp. Ôi, 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 ôi. Mới mua luôn mày. Trời ơi, lỗ gì mà lỗ ác như vậy trời. Thích lại. Trời ơi, nãy giờ tôi lo xỉa xói cây cầu không mà tôi quên hỏi thăm Lại. Lại ơi, hồi nãy đi qua cầu á, Lại có bị lọt cầu không Lại? Lại. Trời ơi, anh làm gì vậy anh Tửng? Tửng. Tửng. Ủa sớm mình ai tên Tửng vậy Lại? Ai tên Tửng vậy? Mày tên Tửng hả? Con tên Tửng mà. Nghe cái tên là thấy không khí ô nhiễm rồi. Vậy chứ ai tên Tửng? Cậu. Ai không biết Lại. Tửng là hồi nhỏ thôi, hồi nhỏ tại tôi khó nuôi á, ba má đặt tên Tửng cho dễ nuôi. Giờ đổi tên rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy anh đổi tên gì? Đổi tên gì? Nói đi. Nói kỳ lắm. Nói đi. Nói, nói đi. Phải. Có 10 phút đâu. Tên tôi là cô làm kiếm khách hiệp sầu với ai khổ não trường sư bất lão ngũ a ca mai thiết lập. Anh ơi, tên của anh đâu? Mới đọc đó. Anh mới đọc quá hả? Ừ. Trời ơi. Ê, khoái khoái rồi đó cậu. Cũng khoái mà. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe cái tên gì đâu mà dạy con Mỹ Thuận vậy đó anh. Lại nói cái gì vậy? Lại có biết là Lại nói như vậy là làm tôi đau cái gì mày? Cái lòng. À rồi rồi. Cái lòng phèo không? Cái lòng phèo gì ở đây? Cái lòng gì? Rồi rồi rồi, nhớ rồi, quên. Cái lòng thòng không? Cái lòng thòng nó ghê hơn cái lòng phèo nữa. Cái gì? Cái này nè. Mệt quá. Nói chung là đau ở đây nè. À, nghĩ sao vậy? Tên người ta có chút ép vậy cũng không nhớ nữa. Nếu mà thương thiệt tình á, dù tên tôi dài bằng cái tỉnh Vĩnh Long này cũng nhớ nữa. Đúng rồi đó cậu. Thôi được rồi, tôi nói nhắc lại một lần cho là nhớ nghe không? Tên của tôi á là Cô Long Kiếm Khách Hiệp Sầu Bi Ai Khổ Não Trường Sinh Bất Lão Ngũ A Ca Mai Thiết Lập. Nếu mà khó quá thôi rút gọn lại nói đi. Rút gọn thành gì anh? Lấy tơ chữ đầu chữ cuối gáp lại là tên tôi á. Là... Cô Lập. Tự nhiên tao đọc cái tên tao xong, tao có cảm giác tao bị rẻ lạnh, bị bỏ rơi. Cô Lập. Cậu, con nghe tên cậu xong con tưởng cậu đang ở tù. Trời, nó như là không ai chơi với cậu con. Ông ơi, mày muốn cắt lương không? Con giận, dễ thương quá. Hai người duyên dáng quá ha. Ở đây chơi tiếp đi nghe. Ôi, Lại đi đâu vậy? Ôi, tao nhớ rồi. Lại ơi, tụi với Lại có duyên lắm đó Lại. Vậy hả? Thiệt. Hồi hôm nè, nhớ không? Nhớ hồi hôm tôi nằm mơ không? Nhớ anh không? Dễ thương quá à. Nhớ anh nằm mơ sao tôi nhớ anh? Trời ơi.
Nhưng mà không sao, nói chung là có duyên lắm. Trời ơi, hồi hôm tôi nằm mơ tôi thấy tôi đi quýnh bài. Vậy á? Ừ, sáng ra y như rằng là tôi gặp lại. Trời ơi, duyên không? Duyên mày, duyên quá mà. Ủa gì đâu, có gì đâu duyên. Trời, thì đi quýnh bài gặp lại, vừa có duyên mà vừa có dần nữa. À, duyên là duyên. Rất là duyên. Hiểu rồi. Quên. Dạ. Ê mày, ước gì phải, tối nay tao nằm mơ, tao thấy tao bị lọt mương. Ủa chi vậy cậu? Để sáng ra tao gặp Việt Hương. Việt Hương lọt mương, trời ơi, Duyên vậy mà. Cậu, hả? Con thần tượng anh Đại Nghĩa lắm cậu. Hả? Con thần tượng Đại Nghĩa, con nằm mơ sao gặp anh Đại Nghĩa cậu. Trời ơi, muốn gặp Đại Nghĩa thì tối mày nằm mơ mày thấy mày đi. Yeah. Vô Duyên, đi đâu? Vô Duyên. Đi mua cái dĩa. Dĩa gặp anh Đại Nghĩa. Dạ. Chứ má tưởng má đi đâu vậy? Đi mua cái dĩa. Trời ơi à. Ở đây chơi đó. Trẻ ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây. Cậu ơi, miếng đó người ta xài đầy. Miếng xài đầy là sao mày? Miếng xài đầy có nghĩa là cái chiêu cô gái này nó bị cũ á. Trời, cô gái mà xài chiêu cũ, trời nhục quá. Mới đi cậu. Coi cậu mà chơi chiêu mới nè. Dạ. Lại. Bán ông lộn hả? Mượn ai? Trả đây. Ai? Lại đây nè. À. Lại. Tự nhiên không hiểu sao mỗi lần mà tôi gặp lại á, cái tôi hứng ăn trứng. Trứng gì lại? Ông lộn nè. Nhớ không? Bữa hôm rồi đó, tôi ra chợ tôi thèm hộp vịt lộn quá. Tôi gặp lại cái tôi mua lộn nguyên cái rổ hộp vịt lạc. Xong tôi đem về tôi luộc hộp vịt lạc. Vậy mà tôi cứ tưởng là tôi luộc hộp vịt lộn. Tôi nói với má tôi, má đây là hộp vịt lộn. Má tôi cứ cãi, đây là hộp vịt lạc. Trời ơi, tôi nói là đây là hộp lộn, không phải hộp lạc. Má tôi nói đây là hộp lạc chứ phải hộp lộn. Đến khi tôi luộc cái hộp vịt lộn nó ra mới biết à đây là hộp lạc chứ phải hộp lộn. Cười lắm hiểu. Nói lại. Công nhận mặt đẹp mà ngu dễ sợ. Tính tác tao á, vô duyên. Tự tác luôn. Không sao, nói lại nè. Thì đổi phong thủy nha. Lần này nói là hiểu liền nhau ha. Thì bữa đó tôi thèm một vịt lộn, xong tôi ra chợ tôi mua lộn vịt lạc, tôi đem về tôi luộc vịt lạc. Điểm cứ tưởng là tôi luộc vịt lộn, tôi nói với má tôi, má đây là lộn, má tôi cãi đây là lạc, tôi nói rồi đây là lộn chứ phải lạc, má tôi cứ cãi đây là lạc chứ lộn. Trời ơi, tôi luộc cái vịt lộn nó biết đây là lạc đây là cười nữa. Không mà hiểu nữa. Nói lại nữa. Thì đứa đó tôi thèm vịt lộn, tôi ra chợ tôi gặp lại lại lộn vịt lạc đó, tôi lộn 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 lộn, nói chung là không phải lộn, hiểu không? Trời. Thấy không? Trời ơi. Mày ơi. Tao lộn lạc một hồi nó lộn não luôn là sao vậy? Lộn lạc gì con ta vậy, qua coi coi. Lại bình tĩnh lại ơi, nói chung dù lộn hay lạc gì tôi cũng muốn luộc lại hết. Nói gì vậy? Luộc lại. Còn lại thì tôi chỉ like. Nè, là thích đó lại. Cậu. Anh kia. Nè. Giữa ba ngày mai mặt làm gì vậy hả? Hả? Dislike. Tấn bộ cũng lại. Chớ gì đâu, sợ mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Dạ. Nghe tao mà. Vô. Giờ sao? Tôi nói lại là bộ tôi đó rồi sao? À, nói gì vậy? Vậy mũi luôn, trời ơi, trời ơi, trời ơi, vậy sương sương luôn. Trời, nó quýnh tôi mà con ơi, trời Việt luôn. Nó làm gì vậy? Người ta mới đụng nhẹ làm gì ăn dạ gì coi không được rồi đó. Mày phải ai vậy? Anh Tấn. Tấn gì vậy? Giận sao? Quân ác nhau. Quân giết người. Cậu của tao nha, cậu của tao là tao cưng như trứng, tao hứng như hoa. Vậy mà lỡ lòng nào mày lên gói cậu tao, mày giọng cổ cậu tao. Trời ơi, trời ơi, duyên dễ sợ. Dễ sợ luôn á. Ai ông. Tập lâu lắm, ông ăn dạ nè, bây giờ phải tập. Tâm lý này đó. Là nãy giờ là tập kịch đó hả? Đúng rồi, diễn phụ. À, là lấy tao làm thú vui cho trời là thiên hạ đó hả? Dạ. Vui quá, vui. Cười nãy giờ đủ rồi. Sao? Tôi nói lại là của tôi. Và anh muốn gì? Cả cái xóm này ai cũng biết là người yêu của tôi. Bây giờ anh nói là người yêu của anh là sao? Tao thích vậy đó. Trời ơi, dán đóng thuyền hả? Tao khựa dán tao lấy đinh luôn đó. Lại là của tao. Nhưng mà tôi nói đây là người yêu của tôi. Làm vậy. Ủa, tôi đâu có làm vậy. Tôi muốn nói chuyện với anh thôi. Tao nó tặng ship tao kìa. Trời ơi, mình không lên đây. Anh đứng lại với tôi nè. Anh đứng lại. Mình không lên đây. Anh đứng lại. Anh đứng lại chưa? Anh nói chuyện với tôi nè. Anh đi đâu vậy? Ôi, lại bị té mưa kìa. Lên đây. Té mưa nè, liêu. Bà con ơi, tôi nè, cứu tôi đi. Cứu nó đi bà con ơi.
Ôi, cứu nó đi trời ơi, bà con ơi, tình làng nghĩa xóm đâu hết rồi. Cứu nó đi trời ơi, sao không ai cứu hết trơn vậy? Cứu nó đi mà trời ơi, sao mà sống nó bạc quá. Bạc quá trời bạc. Cái người này dở quá cậu ơi. Cứu nó đi. Cậu Cậu chắc ra. Đi mò. Lần chưa đủ hả? Con lỡ tay mà. Cậu ơi, ra coi. Bà con ơi, hồi nãy lúc mà tôi bị té xuống sông á, có một bàn tay của một tráng sĩ chìa ra vớt tôi vô. Cho tôi hỏi là ai vậy? Là ai vậy? Cậu Tuấn. Không có sao không cậu, có sao không cậu? Ân nhân liệu. Tuấn ơi, cảm ơn Tuấn nha. Cảm ơn gì? Trong hoàn cảnh này thì ai cũng làm giống như tôi thôi à. Mà tôi nói anh nghe chưa, không phải là một mình anh té đâu, cả cái xóm này nè đó, mọi người nè, ai cũng té hết trơn á. Tôi nè, Lai nè, cũng đều té hết trơn. Té riết rồi ai cũng biết bơi à. Trời ơi, thương quá à. Anh Tuấn, anh nói đúng đó. Anh có biết tại sao á mà tôi ưng anh Tuấn không có ưng anh không? Sao vậy, tôi không biết. Tại anh ích kỷ dữ lắm. Nhà anh có tiền á mà anh làm gì đâu không à. Anh không có chịu giúp đỡ bà con xây cầu. Anh Tuấn nè, anh làm thợ hồ, anh phụ giúp mọi người, anh sửa cái cầu lại. Bởi vậy tôi mới ưng ảnh á. Trời, Lại sao vậy? Lại không nói cho tôi biết sớm, để hồi đó tôi bỏ hết luôn, tôi chỉ đi học làm cầu thôi, để tôi xây cây cầu, lâu lâu tôi với Lại đi cầu chung. Cái anh này thì mai mốt á, anh ráng anh làm cầu đi. Rồi một ngày nào đó có một cô gái nào á, cổ ưng anh, cổ qua nhà anh. Con nè. Ôi trời, bà làm gì vậy? Làm cái gì là làm cái gì? Sáng sớm người ta đang ngủ, làm gì tạt nước trước mặt tôi? Chồng con tối ngày ăn nhậu ha, còn ngủ ghê không làm ăn gì hết. Ông đứng này nói cho tôi. Tôi nhậu hồi nào? Trời ơi, một tháng 30 ngày, tôi nhậu có 29 ngày rưỡi à. Nhậu hồi nào chịu? Chả chịu hả? Ông đứng này. Ông đứng này nói cho tôi. Trời ơi, tôi đi không đánh rồi. Tôi nói cho bà biết, tôi với bà ở chung với nhau không có miếng hạnh phúc nào chứ á. Ông tưởng tôi hạnh phúc á? Đứng này ra. Trời ơi, tôi ước gì có ai đó khớp cái mỏ bà lại cho bà không nói được gì hết. Ông chủ tôi là thú hay sao mà khớp cái mỏ? Trời ơi là trời, tôi ước gì tôi không bao giờ thấy được cái bản mặt bà trong cuộc đời tôi nữa. Ăn nhậu với cái quân ngủ nào, nay về trù vợ trù con, được lắm, được. Ê, đi đâu vậy? Ê, đang chửi lộn, bỏ đi là không tôn trọng bằng chửi nha. Được, có giỏi gì đi luôn đi. Trời ơi, riết rồi tôi trong cái nhà này, tôi không biết tôi có ký lù ram nào không nữa. Có ai giúp tôi không trời? Có ta. Người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000. Sài Gòn mình khi đó sẽ hóa thân thành cuộc tiên. Trời ơi, ninja đường phố, bữa nay tràn vô tới nhà tôi luôn.
Tôi là tôi sợ mấy bà này lắm. Đi ngoài đường chuyên gia cúp đầu xe, không thôi xin nhanh phải mà quẹo trái không à. Ai vậy? Cô Tiên nè. Tiên nào? Tiên nữ ở trên trời. Trời. Tiên nữ? Ừ. Ừ. Sài Gòn 39 độ, tiên trên trời. Hiểu à, hiểu, hiểu. Trời ơi, khỏe chị? Khỏe. Mới xả trại ha. Trời ơi, xả trại không về thăm ba má lại đây chi? Nè, ý là cậu nói tôi bị điên đúng không? Ừ. Cậu có tin nói một tiếng nữa tôi cho cậu ú ớ luôn không? Chị cười. Trời ơi, bà chị nói là bà chị giống với diễn viên trên TV á. Có phép thuật hồ biến cái là tao ú ớ người nói chuyện không được á hả? Ừ. Trời ơi, cái đó là xưa rồi, không ai làm hết trơn á. Bà nghĩ bà là ai vậy trời? Tự nhiên sợ ta chưa? Một khi ta đã ra tay thì giỡn đó mình. Trời ơi, sao vậy? Không bị gì hả? Bị cái gì? Trời ơi, thế kỷ này là thế kỷ nào rồi? Trời ơi, đi lừa thiên hạ thì mình cũng phải có gì sáng tạo chút xíu phải không? Bị phong tháp, cái tay ra mồ hôi không có làm phép được. Không có mồ hôi mồ kê gì hết trơn á. Nè, bây giờ muốn sáng tạo không? Tôi cho bà chị chiêu. Đâu đâu sáng tạo sao đâu chị coi. Ví dụ tôi đang đứng đây nè đúng không? Ờ. Bà chị hồ biến cái. Ồ, phép thuật hiện ra. Tôi đang đứng nói chuyện cái tự nhiên tôi muốn tập thể dục. Xoát. Trời. Hay. 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 Trời ơi. À, trời quá. Cái thế gì chị cột vậy? Trời ơi làm thẳng là đi cái này lấy lấy hình thức. Nè. Bây giờ ngươi tin ta là tiên chưa? Ê, tin rồi đó nghe. Nhưng mà ta chưa tin. Ta muốn củng cố cái lòng tin của ta. Tôi bà làm gì tôi? Bây giờ ta muốn làm cái gì đó nó bạo lực hơn. Xót dọc. Giờ ngươi tin chưa? Tin rồi. Nhưng mà ta vẫn chưa đã cái nư. Bà làm gì nữa? Bây giờ ta muốn lấy cái chân đằng sau khoác lên vai. Sau đó dắt qua cổ 8 vòng. Trời ơi. Tôi là con người chứ không phải con Masubilami. Hú bà. Giờ tin chưa? Tin rồi. Khép. Ôi ơi, đi cái kiểu gì vậy? Bà bị như tôi đi, rồi bà thấy cái cảnh. Trời ơi, bẻ tướng lại đi. Đó, đây là cái tội tại vì ngươi không tin ta là tiên. Bây giờ tin chưa? Ủa bà là tiên thiệt hả? Giờ muốn sọt ngang hay sọt dọc nè? Không có, giỡn, tin rồi. Tin mà hỏi hoài à. Ai biết sao không? Sao? Tôi thấy là tiên á, mỗi lần xuất hiện nghe, trời ơi trên TV á, trời ơi âm thanh ánh sáng đồ khối lửa đầu làm hoành tráng lắm. Bởi mày ngu quá à. Mấy cái đó mày mướn người làm, ta làm cho mẹ trơn trời à. Ủa là mướn là được á hả? Ơ thôi chị tin này đó. Ừ. Rồi xuống đây chi đây? Cũng mày không. Ta đang chạy xe dạo quanh Sài Gòn để tận hưởng cái không khí mát lạnh lúc 12 giờ trưa. Đó, thì ta nghe một cái tiếng kêu thảm thiết. Trời ơi, cứu tôi với. Tiếng tôi á? Đó, chạy lại cứu liền. Cứu liền luôn? Giúp liền. Ôi rồi, giúp cách nào? Cho ba điều ước. Ôi, ôi như trong phim vậy trời. Trời ơi, điều ước mà bà làm như kẹo vậy, cho lần ba cục luôn. Đây, đây. Vậy ước nha. Ừ. Mà tôi không có tiền đâu, tôi trả bà nghe. Cái thằng này nó điên á gì á. Nghĩ làm sao mà tiên xài tiền của ngươi. Cái ta cần á là cần cái hương vị hạnh phúc. Mỗi khi á mà ta nhìn thấy mọi người hạnh phúc á là ta vui. Ta vui xong cái ta cười. Ta cười cái ta có tìm nhan sắc. Hiểu không? Ê. Ừ. Vậy đó chắc giờ chưa thấy hạnh phúc lần nào đâu ha. Sao biết vậy? Nhìn mặt xấu quá. Bây giờ mày muốn tập thể dục không? Không có, không cháu giỡn. Bây giờ tao cho điều ước, mày ước không? Trời, ước không? Ước cái điều ước thứ hai đi. Ê, điều ước thứ nhất chưa ước luôn á. Ước rồi. Ước hồi nào? Mày mới ước đó. Mày nói cho con vợ mày câm luôn, đừng nói chuyện đó. Bà nghe luôn hả? Tao là tiên mà. Trời, tiên mà làm như chui gầm giường ta vậy đó, gì cũng biết hết trơn á. Kệ tao, tao chui đâu được chân mà, giờ tao làm rồi luôn rồi đó. Làm rồi luôn? Thế tao Tài Lanh không? Trời ơi, rồi vợ tôi đâu? Bây giờ vợ mày không còn là vợ mày nữa. Chứ là gì? Mà là búp bê. Búp bê, búp bê này là xinh đẹp. Búp bê, búp bê này là xinh quá. Búp bê, búp bê này là tóc vàng. Búp bê chào mi áo. Trời ơi, trời ơi, cưng quá trời. Đẹp không? Ôi, đẹp quá trời luôn nghe.
Được lần không? Đầu tiên thấy búp bê bự vậy luôn á. Vui không? Vui. Ta cũng vui nữa. Sao vậy? Lần đầu tiên thấy thằng đàn ông mà chơi búp bê nè. Đỡ có ướt ai không? Ướt 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 đi. Ướt gì đó? Ôi, ướt có tiền. Biết ngay. Nghèo quá mà bây giờ búp có thiệt là nhiều tiền. Tôi muốn trở thành một đại gia. Ok lắm. Bắt rồi lại. Thì chạy đúng với em. À, có tiền ăn chơi, không có tiền trả cho tao hả? Bắt ra cho tao. Ôi, đánh đi. Ôi, đánh ra. Thở đồ cho tao. À, thở đồ. Làm gì tôi vậy? Lấy hết đồ của tao. Xe này lấy luôn. Ai chạy đây? Cái xe không phải của tôi. Ai? Xe không phải của tôi. Xe này lấy luôn. Ai chạy đây? Cái gì vậy trời? Trời ơi, tiền của tôi, chân dài của tôi mất hết rồi. Bây giờ bên cạnh tôi không còn một ai nữa hết. Còn chứ. Tôi đuối lắm rồi. Cái nồi thịt kho hấp vịt này tôi ăn không có nổi. Con ý tao nói còn á là còn cái con nhỏ này nè. Con này hả? Trời ơi, nó đi không có được. Nó mà chạy được nó chạy lẹ hơn mấy con kia nữa. Yêu thương gì tôi đâu. Như là ngươi bậy rồi. Ngươi nhớ lại đi, vợ chồng ngươi á có khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc. Rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Hạnh phúc quá, đẹp quá. Một cái hạnh phúc mà biết bao nhiêu người người ta mơ ước. Vậy mà tại sao? Tại sao lại ra cái nông nỗi này hả? Tất cả lỗi là của tôi. Ngày xưa tôi làm ăn thất bại, bao nhiêu công việc trong ngoài gì cứ đổ dồn lên đầu vợ tôi hết. Vợ tôi từ một phụ nữ dịu dàng trở thành một người khó chịu, cọc cằn. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi không có cách nào để thay đổi hết. Anh có lỗi với mình nhiều lắm. Bé khóc kìa ba ơi. Là vợ tôi khóc. Là vợ tôi khóc. Mình ơi, anh xin lỗi mình. Mình ơi, mình trở lại như ngày thường đi mình ơi. Anh biết lỗi của mình. Mình trở lại như bình thường đi mình ơi. Ta cũng khóc. Vô duyên. Thần tiên mà cũng bày đặt khóc. Nói nghe nè, còn điều ước thứ ba đó, ước nữa đi. Hay ước làm đại gia nữa nghe.
Quan đó. Bây giờ tôi chỉ có một điều ước duy nhất thôi. Bà làm cho vợ tôi trở lại như bình thường đi bà. Có được không bà? Trời ơi, tại sao nghe ông nói sớm? Có được không bà? Có được không? Trời ơi, trời ơi là trời. Có được không? Được. Sao không nói sớm? Vậy cho nó căng thẳng, hiểu không? Với lại á, tao muốn coi á là ngươi á có thương vợ ngươi không thôi. Như vậy là được đúng không? Dễ ợt. Ồ, bi. Ê, đang ngủ rồi, đứa nào tạt nước vậy? Ê, tôi đó chứ ai, hôm nay tôi sống chết với ông nè. Ê, sao, chồng con gì ha, tối ngày nhậu nhẹt nè, rồi ha, về ngủ nghe không lo làm ăn gì hết. Cái gì vậy, tôi chưa quên ông à? Cái gì vậy? Trời đất ơi, nó nhậu đến nó điên rồi bà con ơi. Chưa quên ông mà làm gì vậy? Mình ơi. Cái gì vậy? Ông nói làm được ông thôi hả? Trời ơi, tôi làm gì? Tôi không có hành. Giết tôi hả? Giết tôi đi! Mà tôi hung! You are my destiny. You are my destiny. Có những ước mơ sẽ mãi chỉ là những mơ ước, nhưng cũng có những điều rất nhỏ bé mà ta được nhìn thấy nó mỗi ngày. Ta được ôm nó trong vòng tay mà không cần phải ước mơ mới có được. Kết thúc của câu chuyện này, có lẽ tất cả mọi người đều biết, nó cũng giống như ba câu chuyện cổ tích khác. Họ không phải là hoàng tử hay công chúa, nhưng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời. Alo, hai hả con? Tía nè, coi sắp xếp tranh thủ về thăm tía má coi. Trời ơi, tao gồng gánh hết nổi rồi đó. Sao, chưa về được hả? Rồi. Ông ơi, ông. Ê, đang dưới bếp nè. Sắp xong rồi. Trời ơi, kho cái nồi cá banh đứt lỗ mũi tôi luôn à. Thằng hai, bay rảnh tay bay vô phụ tía bay dọn cơm con. Ăn xong rồi lát còn đi làm nữa. Dạ, bữa nay chủ nhật, con có đi làm má ơi. Ủa, nay chủ nhật hả? Trời ơi. Mẹ ơi, bảy bảy bốn chín. Tính luôn lần này là sáng giờ bà hỏi tôi đúng 50 lần rồi đó. Trời ơi, tôi nhớ quên quên. Ông thôi, ơi, ông trách tôi. Nghỉ tay đi qua ăn cơm đây nè. Chết tôi rồi, chết rồi. Gì vậy ba? Thì ra tránh xíu. Sao, có chuyện gì? Quên uống thuốc. Trời ơi, uống rồi, chứ quên rồi. Đây. Hồi sáng uống rồi, thấy không? Uống rồi hả? Uống rồi, bây giờ ngồi ăn cơm đi. Rồi chiều uống một chập nữa, thấy không? Gì chứ thuốc thang bà quên rồi có tôi nhắc. Rồi. Kêu hai lên ăn cơm đi, lát nữa đi làm. 51 lần. Gì vậy? Hôm nay chủ nhật, nó không có đi làm mà. Rồi, nhớ rồi, bữa nay chủ nhật. Nhớ rồi. Hai ơi, lên ăn cơm con, lát đi làm. Hai, trời ơi, má nói nãy giờ xong lên tiếng bay. Dạ, con này má. Ra ăn cơm lẹ. Thấy con. Dạ, ăn cơm đi má. Ê, má quên, bay ra rồi má mới nhớ, đợi má xíu. Đâu? Cái gì vậy bà? Hả? Hả, kiếm cái gì nói tôi kiếm cho. Để đó chuyện của tôi. Hai, má đưa mấy cái nút chặt rồi nè, với lại má bóp lại cho vừa, bay bận vô coi vừa không? Dạ. Lẹ, bận vô. Sao, vừa không con? Hả? Vừa y luôn đó má. Trời ơi, ông thấy nó bận vừa không ông? Ừ, con nó mặc vừa y luôn đó bà. Mày làm gì vậy? Tao hỏi tía mày trả lời. Hả? Cái thằng tài lanh hả? Má mày hỏi tao chứ hỏi bay đâu. Đẹp lắm bà, nó vừa y luôn vậy đó. Trời ơi, thấy vậy chứ. Hai, má là má đưa mà má sửa dữ lắm đó. Nè, để kịp gửi bánh cho con, nha. Hai, má nói nghe nè, đâu rồi? Dạ, con nè má. Đây nè, tao coi má coi vừa không ha. Gì vậy má? Sao vậy má? Áo má mới giặt thơm phức ha. Dạ, thôi con cởi ra nha. Hả? Con cất chứ để thôi nó dơ nha má, nha má. Ăn cơm bà ơi, ăn cơm hai, nguội hết trơn. Thôi, ăn cơm ha.
ăn cơm. Ui, ôi, cái gì vậy? Không sao, không sao. Trà phỏng rồi. Nóng xíu. Thôi, thôi, đưa đây. Trời ơi, cái gì vậy? Phỏng cái gì vậy mà? Ông này làm như 3-4 tuổi gì ta. Đưa đây coi. Thằng hai nó cười bây giờ kìa. Nhà có ai đâu mà cười. Thằng hai nó cười hút hết không tin. Hỏi nó đi. Phải không hai? Cái thằng má mày hỏi sao không trả lời. Nó đứng nó khóc ngon lành luôn đó bà. Nó khóc luôn hả? Ừ. Hai, má bị phỏng có chết xíu hà. Bay làm gì bay khóc hả? Có chết xíu hà đừng có khóc con. Trời đất ơi. Ông coi đó. Lớn và đầu mà còn khóc gà. Ông la nó một tiếng cho nó nín giùm tôi coi. Tía xúc động quá. Xỉu luôn rồi má. Ông xỉu luôn hả? Trời ơi. Ông ơi. Ông sao gì nè? Ủa, hai mày nói ông xỉu qua tới đây nghe cái đùng vậy hai? Ông ơi. Ông trời ơi trời trời chết rồi. Hay chạy ui vô trong lấy cho má chạy dầu gió sức cho tía mày. Ô khỏe rồi, khỏe rồi. Khỏe mau vậy. Nghe dầu cái tự nhiên nó khỏe vậy đó. Khỏe hả? Thôi khỏi lấy cho tía ha. Không ngồi đấy đi ăn cơm. Cơm hả? Ừ. Rồi. Hai. Tía mày á kho cá ngon lắm nè, má gấp cho miếng cá nè, thấy không? Ăn cá nha con nha. Dạ cảm ơn má. Ý lồn ơi, ông kho tao không gấp cho ông chửi rồi ơi. Ông cho ông miếng cá ông ơi. Cảm ơn bà. Bà thôi rồi ăn ha. Ăn đi. Quên ăn nữa. Đi ăn miếng rau cho nó đẹp da. Ừ. Ha. Cảm ơn nha. Ý lồn, hai nãy giờ chưa gấp gì cho nó. Hai má gấp cho con hai ơi. Dạ hai cảm ơn má. Rồi hai cho con ăn ha. Dạ. Quên nữa, hồi nãy giờ chưa có chan nước cá đâu. Trời đất mất tiêu rồi, chan miếng nước cá cho ông nha. Ông ơi chan miếng nước cá ha. Đâu rồi? Đây 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 đây, rồi? đây cảm ơn nha. Ừ. Quên nữa, trời ơi chưa có chan xong, chưa có chan xong chan nữa. Ôi quên, chan cho hai để nó ngồi nó buồn nghe không. Hai đâu má chan cho miếng nước cá nè. Dạ dạ con nè. Quên mày ơi, chan cho ổng mày ơi. Rồi cuối cùng bà chan cho ai? Bà chan cho tôi. Trời ơi, ăn không lo ăn. Bà trang một hồi, tôi với thằng hai đuối á. Tôi cũng đuối vậy. Mệt không? Hỏi gì? Tôi hỏi không mệt không? Ừ, có làm gì đâu mệt. Thì tại nãy giờ tôi thấy không, nghe mấy bữa rày cầm cái rây vô sọc xẹt sửa xong chưa? Đó là cái vụ đó đó hen. Ừ. Hay là vô mình nó cũ dữ lắm rồi. Không, nói bữa nào tôi gom được chút đỉnh á, tôi mua cây mới cho bà, nghe cho nó sướng cái lỗ tai, thấy không? Tính chi phí vậy? Thằng ai? Bay làm thợ điện kiểu gì mà bay không có sửa cái ra vô cho má. Sửa được chưa? Dạ, dạ, con đang sửa má ơi. Sửa lẹ lẹ. Sửa. Ê! Tao nghe cái mùi là mày muốn đập cái ra vô của má đúng không? Đâu có đâu má, con đang sửa đây nè. Sửa cái con khỉ, để sửa được là phải nghe rột rẹt. Không? Phải sửa cho má liền. Đó, đó, được rồi má ơi. Đó, được. Cái tiếng này đúng nè. Đó, 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 được rồi đó. Ra đại cho má. Rồi. Ra đại cho má. Bữa nay có tình lên rồi. Hay lắm. Dạ. Nhanh. Được rồi má ơi. Rồi. Sao? Kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được lắng nghe giọng hát của một nữ danh ca. Đó chính là danh ca Phương Dung. Trời ơi. Kính thưa quý vị, xin phép cho các sư Phương Dung hôm nay được hát chay vì ban nhạc bị đứt tay. À đâu đây. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây bài hát xin phép được bắt đầu. Ơi, hay quá. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, giác ngày yên bóng cài sóng thưa, nhớ ai mà anh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lề hè phố. Thôi nghỉ hai ơi. Vậy đi má. Trời ơi, coi nghe cô Phương Dung hát mà thấy giống như ngạt mũi vậy. Mệt lắm phải không? Thở chừng giờ này cô Phương Dung ngồi bẹp dưới đất thở hổn hển. Điện thoại hả? Con điện thoại. Ông nghe điện thoại có ai gọi vậy? Alo, Năm nghe nè. Ai vậy? Ừ, sao? Phải á, chưa có nói được đâu. Căng lắm. Sao con? Sao? Lạnh lắm hả? Rồi,
Ai nói mà ông nói chuyện chống quơ chống lớp vậy hả? Cha Bảy mà cha rủ qua quýnh mấy ván cờ. Cha Bảy hả? Trời ơi, ông nghe, ông giấu tôi cái gì là ông mới nói chuyện vậy nha? Nè, tôi không nói, tôi không có giấu à nghe. Ông giấu tôi, ông mới nói chuyện chống quơ chống quất vậy. Tôi nói là tôi không có giấu gì bà hết á. Ông có giấu tôi cái gì? Tôi ông... không có giấu. Gì đâu mà gia cấp cung thiết rồi mà còn ghen. Rồi, giận nữa rồi, lại đây. Không có lại. Ấy đấy. Gì vậy? Nhổ tóc bạc. Trời, còn nghiệt không? Á mắt không thấy đường mà đầu nhỏ tóc bạc. Thật thương. Trời ơi, ông đừng có khi dễ tôi. Coi nè. Nè, 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 đây nè, đây nè. Bà. Bạc trắng luôn bà ơi. Đây đây đây, đây đây nè. Nè, nè. Bà. Bạc trắng tình đời. Trời đất, coi nguyên một trộm tóc bạc đây luôn rồi. Thôi, mà chơi vô này chắc tôi thối đầu luôn á. Không có nhổ nữa à? Rồi, không nhổ nữa. Thôi ngồi chơi ha. Ê, làm gì vậy? Ngồi xuống chơi. Muốn ra coi. Ngồi chơi. Tôi công chuyện tùm lum mà không có ngồi được đâu. Không có làm gì. Thằng Hai nó nhìn nó cười cái kìa. Hai cười gì? Nó thấy ba má nó gần gũi rồi nó vui chứ nó cười gì. Buông ra đi. Ngồi xuống. Hai đâu rồi? Thằng Hai nó mệt lắm rồi, cho nó vô trong nó nghỉ. Hai, nghỉ đi rồi tối đi làm nữa. Má hỏi thằng Hai của má đâu? Đi vô trong lẹ đi Hai. Hai. Thằng Hai nó... Thằng Hai đâu? Thằng Hai nó... Nó... Nó đây nè. Bà... Thằng Hai nó đây nè. Bà biết rồi hả? Biết chứ sao không biết. Tôi mù, nhưng mà mùi của chồng, mùi của con, làm sao mà tôi không nhớ. Tôi xin lỗi bà, tại tôi sợ bà biết chuyện rồi ảnh hưởng tới bệnh tình của bà. Tôi cực khổ sao cũng được hết á. Miễn bà vui là tôi vui rồi. Bà nhớ không, cái lúc bà đổ bệnh đó, nhà mình túng dữ lắm. Chai đầu này đầu kia cũng không có tiền. Cái thằng Hai ở đâu nó được người ta giới thiệu đi xuất khẩu lao động. Con nào có muốn đi ở đâu. Nhưng nếu không đi thì tiền đâu mà trả nợ, tiền đâu mà than thuốc cho bà. Nó bấm bụng nó đi mà nó giận tôi là không có cho bà biết. Bà đừng có giận con nghe bà. Thường nó không hết lấy nó ra tôi giận nó. Ông, tôi đây. Nè, tôi sửa cái áo này cho nó nè. Để ông kịp ông gửi bệnh cho nó. Ông nói là bệnh đang lạnh đúng không? Ông gửi bệnh cho nó thì nó đi làm. Nó không có bị lạnh. Để tôi gửi cho nó, thấy không? Ông. Hả? Tôi nè. Ông thương tôi. Bây giờ ông gọi điện cho nó giùm tôi đi. Tôi muốn nghe giọng nói của con. Ông gọi cho thằng Hai giùm tôi đi, tôi muốn nghe. Tôi hiểu. Nhưng mà không có được. Sao mà không được? Bà bệnh như vậy rồi nói chuyện với nó, rồi xúc động rồi ảnh hưởng rồi sao? Tôi nín rồi. Tôi không khóc. Tôi. Tôi
nín rồi nè. Ông gọi điện cho nó đi. Đâu rồi? Tôi chỉ cần nghe giọng của thằng hai là tôi khỏe à. Rồi. Alo, hai hả con? Nói chuyện với ba nghe. Ba hả? Con nó đợi nè. Hai. Má nè. Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trăng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, gì mơ bước đi mau nèo. Thằng hai nó nói nó khỏe. Nó khỏe là tôi vui rồi. Bà ơi, vợ chồng mình đợi nó về nghe. Phải đợi nó về chứ. Tôi thương bà, thương thằng hai, thương cái nhà mình lắm. Bà ơi. Mọi người làm cái gì vậy? Hả? Tại sao mà cứ đến cái ngày mà con gái tao tuyển chồng là mọi người bỏ đi hết vậy? Trong khi đứa con gái yêu quý của ta mới vừa tròn 18 tuổi. Cái gì vậy? À, thì 28 tuổi. 38. À, rồi 38. Được sự chấp nhận của già làng. Mà già làng trong buôn làng này là ai? Là ai? Là ông. Đúng rồi, là ta. Nên hôm nay ta có mặt ở đây để kiếm cho nó một tấm chồng đem về ở chung với nhau. Con ông xấu ơi là xấu, nghĩ sao mà người ta dám cưới vậy? Nè nè nè, nói cho mấy người biết nha, bơ lan của ta ngày hôm nay không còn là bơ lan của ngày xưa nữa. Không tin. Vậy thì xem đây. Tôi xin kể ra nơi đây chuyện một người thiếu nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặn nồng. Nàng mang tên là Lá Lan, Lá Lan người xứ Cô Mạn, chưa yêu đương chưa đau thương chưa biết yêu là gì. Thôi ơi, bây giờ nè, tôi xung phong là mẹ chồng của ông Ba Lan. Bối nữa, bối nữa. Được hết, được hết. Nghe gì chưa con? Dạ. Ai đây? Tôi chính là Ba Lan. Ủa, còn cái cô kia là ai? Đây hả? Đây cũng là bơ nữa, mà là bơ dầm. Là sao? Là dầm bơ cho bé Lan ăn á. Trời ơi, cưng dễ sợ à. Xin giới thiệu với mọi người, đó với bơ Lan, đây chính là vú nuôi. Còn trong cái tiết mục này, cô ấy chính là người dẫn chuyện. Thôi vô dầm bơ tiếp đi chị. À, để chị vô dầm bơ cho em ăn nha. Cưng dễ sợ à. Trời ơi. Cha. Sao con? Sao lễ kén chồng cho con toàn là bánh bèo không vậy? Không có đâu.
đàn ông, con không thích ăn bánh bèo. Còn bà đâu? Con tôi đi chăn voi rồi. Con bà? Con tôi làm con voi cho con bà chăn rồi. Gì? Không, con tôi đi chăn voi với con bà rồi. Con bà? Con tôi đi chăn con hai bà rồi. Được rồi, nếu đã như vậy ta phạt mỗi nhà 100 thúng bắp, 2 con trâu đực và 8 con lợn con. Ê! Alo, con hả? Tới liền, bị phạt. Có phạt. Trời ơi, tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh? Tôi đang tỉnh. Cha ơi, lợi hại quá. Nói có một câu thôi mà trai tràn bờ đê, trai khắp một miền quê, thấy mà phê. Miệng con vui là cha vui rồi. Dạ. Nào, các tráng sĩ, như mỗi năm con gái của ta sẽ ra một câu đố, và ai trả lời được câu đố đó sẽ chính thức làm chồng của ta. Dạ. À, của con ta. Đố gì mà năm nào cũng đố hoài trơn trậu vậy? Thì mỗi năm Bơ Lan ra một câu đố, mà chắc có lẽ năm trước câu đố khó quá cho nên chưa có ai trả lời được. Bé, năm trước bé đố cái gì mà mất tiêu rồi? Năm Bơ Lan 18 tuổi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Thôi, câu đố có nội dung như sau: 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Trời đất ơi, câu đố dễ dàng vậy cũng đố sỉ nhục trí tuệ người nghe không? Mày ngu hả? Trời ơi, mày mà trả lời được á, mày làm chồng nó đó. Nè, mà mày thử mày trả lời sai đi, tao bắn mày chết. Chàng ơi, chàng biết hả chàng, bằng mấy vậy chàng? Thà chết chứ không chịu làm chồng Bờ Lan. Là sao? 1 cộng 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 4. Sai, chết đi. Hốt. Vậy đó, cha tôi bắn hụt suốt 10 năm và tôi vẫn chưa có chồng. Mãi cho đến năm 38 tuổi là năm nay khỏi quay. Năm nay Bơ Lan quyết định ra một câu đố khó hơn. Câu đố có nội dung như sau: có một người con gái rất là xinh đẹp tên là Bơ Lan. Và một ngày nọ, Bơ Lan đi tung tăng trong rừng, bỗng nhiên ô kìa, Bơ Lan bắt gặp một cô gái xinh đẹp cũng tên là Bơ Lan. Câu hỏi có nội dung như sau: có tất cả có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tên Bơ Lan? Tao quýnh à nha. Trả lời đi. Hả? Bằng mấy? Một Bơ Lan cộng một Bơ Lan. Bằng hai. Nói đi, trời ơi, tôi năng nỉ. Bằng ba Bơ Lan. Chết đi. Hốt. Kẹt rồi con ơi. Ủa chữ bắn. Trời ơi, kẹt trời. Chàng sao thôi được rồi. Bằng mấy? 5, 10, 15, 20. Bằng mấy? Tự nhiên không thấy đường. Mù gì ngang xuôi vậy bà nội? Vậy? Số này là số mấy? Chắc chắn là số 2. Con ơi! Chúc mừng! Cuối cùng con gái của ta cũng đã có con rồi. Có chồng rồi. Lo cho chồng con kể cha. Dạ vậy đi. Chàng ơi. Chuyện gì? Chàng đã trúng số độc đắc rồi. Giải thưởng là gì vậy? Em nè. Chịp lấy em đi. Bớt giùm. Nè, cái câu đó của cô á, con nít 3 tuổi còn biết nữa. Người dân trong làng này á không muốn trả lời đúng á, tại vì cô xấu quá nên không muốn lấy cô thôi. Mẹ. Cha ơi. Cha đây. Mọi người nói con xấu kìa cha. Không, con xấu thiệt. Nhưng mà con ơi, đây không phải là lỗi của cha. Chứ lỗi của ai? Mà là của má con. Là sao? Nhìn đi. Giờ con đã hiểu vì sao má chết mà cha không để hình thờ. Em buồn quá chị Thiên Nga ơi. Anh dầm bơ cho em ăn nè. Dạ, nhưng mà con dầm bơ dầm hoài à. Dạ không ăn bơ ăn gì? Chị nói cho em biết đi. Em có xấu không chị? Tao xấu ai xấu? Hả? Tao xấu ai xấu? Sao mày chửi tôi? Vậy mới giống tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể, đúng không anh Lập? Bà không những xấu mà bà còn ác nữa. Bà xấu quá, bà ác quá.
mà xấu quá mà bu ra, bu ra, bu quá mà, bu ác quá mà, bu ra, bu ra, mà xấu quá mà, bu ác quá mà, bu xấu. Nhỏ này pha năm thư chắc luôn. Chị nói cho em biết đi, em có xấu không chị? Em có xấu không? Em như thế nào? Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có con đôi má đào ngày nào, kể từ khi vắng anh phải là cái tội đúng không chị? Đây chị ơi, xấu đâu phải là cái tội đúng không chị? Đúng rồi, sinh ra trên đời đâu ai muốn mình xấu đúng không chị? Đúng rồi em à. Vì sao mọi người lại ruồng bỏ em? Mọi người xa lánh em, không ai cho em tình yêu. Em có làm gì đến tội đâu chị? Em quyết định rồi, em sẽ rời bỏ cái nơi này để ra đi. Em đi đâu? Em chưa biết nữa. Trời. Nhưng mà em nghe người ta nói cứ xách ba lô lên và đi. Cứ đi rồi sẽ tới. Tới đâu? Chưa biết luôn. Trời ơi, em làm chị, chị hồi hộp quá. Chị rất tốt với em biết. Chị ở lại mạnh giỏi nha. Em đi đây. Bố Lan, bố Lan. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sâu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai mà mưa rơi hoài không hết. Có ai đang mà nhớ? Ôi, ai vậy? Cứu tôi. Ai là ai vậy? Cứu tôi với. Trời ơi. Trai đẹp. Chàng ơi, dậy đi chàng. Chàng là ai vậy chàng? Tôi. Chàng là ai vậy? Chàng tên gì vậy chàng? Tôi không nhớ. Không lẽ chàng đã mất trí nhớ rồi sao? Tôi khác. Đúng rồi, ai rồi cũng khác mà chàng. Khác nước đâu. Vậy hả? Đợi em chút. Uống đi chàng. Tôi vừa uống cái gì mà khỏe quá đi. Sữa của em. Hả? À không anh, sữa do em đem theo. Cảm ơn người đẹp. Anh vừa nói cái gì? Cảm ơn. Là sao? Là sao? Mắt của tôi không nhìn thấy được gì nữa hết á. Hả? Chàng vừa mất trí nhớ mà vừa bị mù. Trong phim người ta bị có một cái thôi, nó đẻ ra 30 tập phát 3 tháng chưa hết. Còn đằng này nó vừa mất trí nhớ, nó vừa mù.
làm sao em gói gọn trong 15 phút đi hả chị Nga? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa hết. Chẳng ơi, không nhìn thấy gì nữa hết. Ồ, lưng của ai đây? Quỷ à. Sao mới đứng mà lại nằm rồi? Quỷ. Chú Duyên. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Chàng ơi, bình tĩnh, không nhìn thấy gì nữa hết. Không. Một khi chàng bất động thì em mới có thể hành động. Chàng ơi, em sẽ chăm sóc cho chàng, nhưng em muốn được gọi một tiếng mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi, mình ơi, nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ đây mình ngủ chưa. Bao đời ruộng nắng cằn khô, mình ơi, sớm khuya nuôi mẹ già. Em nào một câu một năm rồi. Bây giờ Bơ Lan đã lên làm trưởng làng, còn trưởng làng đã qua đời vì vết thương năm cũ. Chàng ơi, chúng ta lại trước vong linh của cha đi chàng. Dạ cái này giống em chàng. Chứ cha đâu? Dạ đây. Ủa sao nó dướng dướng vậy? Dạ, hồi đó em tận em quên rút thêm mũi tên ra. Hả? Cứ lại đại đi cha. Con lại cha. Cha ơi, siêu thoát được rồi đó cha. Vợ ơi, dạ. Hôm nay là ngày anh tháo băng mắt, anh sắp sửa được nhìn thấy vợ của mình rồi. Em sợ lắm. Em sợ cái gì? Em sợ chàng thấy đường rồi, chàng sẽ bỏ em. Em yên tâm đi, anh không phải là người như vậy đâu. Really? I swear. Quỷ à. Chàng. Hả? Sao chàng lại yêu em vậy? Em chỉ là một người con gái bình thường, em có biết làm gì đâu nè. Là con gái phải biết giặt đồ nha các bạn nha. Con gái phải biết rửa lau nhà nha các bạn nha. Là con gái phải biết rửa chén nha các bạn nha. Cái này phải đọc nha. Là con gái phải biết tập tạ nha các bạn nha. Đó, em có biết làm gì đâu. Đâu phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng đó là người phụ nữ mà anh đang cần tìm. Bởi vì anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miều, người yêu đại cát cao sang, lụa là gấm nhung vàng son. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy. Em ơi, dạ. Anh muốn vào trong anh nghỉ. Dạ, vậy đi anh. Bơ Lan ơi, Bơ Lan. Ơ, cái Bơ có Lan đây. Trời ơi, tự nhiên có nguyên một đám người. Người ta vô trong rẫy bắp của mình, người ta bẻ hết bắp của mình rồi. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn nói Bơ Lan giật chồng của nó nữa kìa. Trời ơi. Đó, em tôi đâu có tin đâu. Tôi mới đi dẫn nó lại tới nhà của mình để đôi chối nè. Trời ơi, nhà này vô. Yeah, yeah. Vô. Tôi chính là Bơ Lan đây. Xin kính chào tiểu thư. Mày gọi ai là tiểu thư? Ở đây có hai người phụ nữ, tôi không gọi cô, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Chứ hai đứa này là gì? Con đó là phe địch, còn con này
bán bạn cầu dinh. Bobosi, tới đây làm gì? Tao tới đây để tìm chồng của tao. Đây là hình chồng của tao đó. Trời ơi, ảnh rồi. Tụi bay đâu? Dạ. Luôn soát. Dạ. Dừng lại. Không thể nào được làm gì vợ tao. Không thể nào được làm gì vợ tao. Không đứa nào được làm gì vợ tao. À dạ em là vợ anh. Đúng rồi, lưng của vợ tôi đây. Anh... không đứa nào làm vợ tao. Anh Nam. Hả? Anh không nhớ em sao? Em là nữ, Nguyễn Thị Ngọc Nữ, là vợ của anh đây. Sao? Tôi tên Nam mà. Đúng. Hả? Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Xin vào giờ mùa đông, giờ sổ Tuất Tý. Xin vào giờ này thì thường khắc cha, cho đến năm 16 tuổi mới hết lo âu về sự mồ côi cha. Hình như tôi. Ê, tôi nhớ. Ông sắp nhớ rồi kìa, mày làm cho ông quên đi. Tao biết làm gì giờ. Tôi nhớ. Tôi tên Nam, Nguyễn Văn Nam, giới tính Nam. Sắp sắp rồi, sắp ra nè. Sao càng quên càng nhớ vậy? Sắp đánh mạnh lên. Cái gì nữa? Xin vào mùa đông giờ sửu Tuất Tý, thường khắc cha phải năm 16 tuổi mới khỏi lo âu về sự mồ côi cha. Tôi nhớ tôi là ai rồi? Đúng rồi, anh chính là anh Nam. Suốt bao năm qua em đã kêu người đi săn bắt anh và bắt anh về được sầu huyệt của em, nhưng trong đêm tân hôn anh đã chuốc rượu cho em say mềm và anh bỏ trốn. Tôi đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi. Cô bắt tôi phải lấy cô làm vợ, tôi không đồng ý, đã bỏ trốn vào trong rừng sâu. Sau bao nhiêu ngày đói khát, cũng nhờ có Bơ Lan. Bơ Lan, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không yêu cô. Em không cam tâm. Em không cam tâm. Bắt nó lại. Dạ. Anh nhìn tôi đi. Nhìn kỹ vợ của anh đi. Trời ơi, nghĩ sao tôi lấy con này làm vợ? Vậy tại sao? Tại sao anh lại đến nó? Anh nhìn kỹ đi. Trời ơi, con này khác gì con kia. Không phải tôi. Anh nhìn đi. Lưng vợ tôi nè. Trời. Thôi đi. Các người đừng có hành hạ anh nữa. Tôi chính là Bơ Lan nè, anh nhìn đi. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Em đã hiểu ý của anh rồi. Anh đi đi. Anh về với người ta đi. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Thôi, tôi chọn Bơ Lan. Mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Đúng. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Trong tình yêu không có lỗi. Lỗi là của con quỷ răng hô kia. Thôi được rồi, em sẽ chúc anh hạnh phúc. Em sẽ không làm gì anh nữa đâu. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Trả thù. Bơ Lan, kể từ bây giờ sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu hai ta nữa. Bơ Lan, Bơ Lan. Anh đi đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đừng tìm em nữa. Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu. Đừng mà Bơ Lan. Anh về đi. Có chết em cũng không bước ra khỏi cái cây này. Anh về đi. Đừng mà Bơ Lan. Anh đi đi. Mình ơi. Đêm nằm lại nhớ mình ơi. Anh mình yêu em ơi, nhớ. Anh yêu em là vì vẻ đẹp tâm hồn, chứ không phải vì nhan sắc. Quỷ à. Kệ anh đi ơi. Em anh không buồn đùa giỡn với tình yêu của em đúng không? Anh không đùa giỡn. Bởi vì em là gu anh mà. Chúng ta sẽ cùng nhau lên giỡn.
tâm đều lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng hứa nhưng bao nhiêu. Bồn và hai đứa con chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tủ lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Trời đất ơi, tôi mới giỡn thôi đó. Đi ra đây. Sắp tới giờ tới lễ cho chằng, đêm qua do nhà họ Lý đảm nhiệm. Ai có việc thì làm cho lẹ, ai không có việc thì về nhà sớm. Nhớ khóa cửa tắt đèn, đóng đèn đi ngủ. Còn ai đang ngồi coi kịch thì ngồi đó mà coi. Nhớ vỗ tay. Trời ơi, mỗi năm nha là làng mình phải cử một người đi canh miếu chằng. Nói canh vậy thôi chứ thực ra là cho con chằng ăn thịt. Tôi nghĩ là lần này con bà Lý chết chắc. Chết rồi chứ chết chắc cái gì nữa. Mà rốt cuộc là nhà họ Lý nào? Trời ơi, à, nhà họ Lý là nhà của hai mẹ con bán rượu lậu đó. À, Lý Thông. Ê! Hey, Thông xin chào cả nhà. Hôm nay Thông xin giới thiệu với cả nhà rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây. Hey, cả nhà chỉ cần mỗi ngày uống vào một lóng tay như thế này đây. Làm giới uống vào thì cường dương bổ khỏe, mà lữ giới uống vào sức khỏe tràn trề. Uống một giọt xinh đẹp đầm thắm, hai giọt ai cũng ngắm nhìn. Yeah, nè nè. Trời ơi, uống rượu mà làm như là xài kem trộn, uống cái đẹp liền trời. Ê, cái con bán kem sọt, bất lộn sọt nha. Tao nói cho mày biết, mày biết 1 mà không biết 2, biết 3 mà không biết 4, biết 5 mà không biết 6, biết 7 mà không biết 8, biết 9 mà không biết 10, biết người mà không biết ta, biết xa mà không biết gần, biết mình mà không biết hưởng, ngu không thể tưởng. Thôi đừng có chửi nó, để tiền ăn còn không có nữa đó, đâu tiền mua rượu uống. Còn mày nữa, thế mày không nghe người ta nói à? Rượu từ gạo mà ra, ta đây uống rượu như là ăn cơm. Thôi đi anh ơi, trời trời, rượu nhà anh là rượu pha xăng, pha dầu, rượu gì đâu mà. Mày ơi, ôi trời, dẫn tao đi làm kiếm đi mà. Trời ơi, tao nói cho mày biết nha. Nó mày đồng với ai được chứ đừng đồng với rượu nhà tao nha. Ê mày ơi, sao ông Lý Thông nó hung dữ quá vậy? Trời trời, mày chưa gặp mẹ nó đó, gặp mẹ nó mẹ dữ hơn á trời. Đây, này, tao cấm nha. Cấm nhắc tới mẹ của tao. Bà ấy chưa thác mà thiêng lắm. Ai vừa nhắc đến em đây? Ôi la rồi kìa. Dạ mẹ à. Vâng, lần đầu tiên mẹ của Lý Thông xin gửi lời chào trân trọng và lòng nhiệt nhất đến tất cả bà con có mặt hôm nay ạ. Ôi con của mẹ. Ờ mẹ của con. Hôm nay con xinh quá. Hôm nay mẹ đẹp quá. Hôm nay con xinh ghê. Hôm nay mẹ xinh ghê. Hôm nay con đẹp thật. Hôm nay mẹ đẹp thật. Tới mai luôn á. Chị bảo mai con vẫn đẹp. Tới mai mẹ vẫn xinh. Hết kịch. Hết kịch, mẹ con ta vẫn xinh. Mẹ con ta đẹp trường tồn. Ê ê ê, tôi nhớ là mẹ thật xanh phải già xấu lắm mà sao bà này còn trẻ quá kìa. Eo ơi, nhầm to nha. Ủa sao vậy? Mẹ tôi nhìn bề ngoài sáng láng mà nội thất trắng trường. À, tâm nghi mà. Ôi trời. Con ạ. Dạ. Sao trước mặt nhiều người con dìm mẹ thế con? Eo ơi, mẹ điều vừa thôi. Thân hình mẹ như thế, làm sao con dìm cho được? Dạ. Ra đây. Dạ, con. Anh chị thấy đấy, con em xinh thế đấy, đẹp thế đấy. Chứ mà phải giật sập hết cái mặt của nó xây lại đấy, mới được như thế. Ôi, trời ơi, bởi vì tôi nghi lắm mà.
mấy cái người đóng vai ác á là phải xấu dữ lắm. Lý Thông này nó đi sửa bởi vì nó mới đẹp được. Đó đâu? Đó đâu rồi tao ác? Mày đố kỵ à? Mày... Mẹ ơi ra số ký này. Có con đây. Rất hân hạnh được đón tiếp. Có luôn hả? Có. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Chào cân. Rất hân hạnh được đón tiếp mẹ Lý Thông. Chiều cao 1m60 nhâm, nặng 201 kg, thân hình hơi thừa cân một tí. Này, cái chị Google kia, mày có tin tao tát một phát là mày tan nát không hả? Ai thừa cân? Em hơi nhầm một tí, mẹ Lý Thông thân hình như ý. À hi hi, đồ. Đồ gì? Như ý. Ai đấy, 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 là thế mới được. Tao chấp hết tụi mày đấy. Không lẽ mình lên đi, lên đi. Một con làm chẳng nên non, ba con chụp lại vẫn còn thiếu cân. Trời ơi, cái con gì đó mà. Trời ơi, nịnh, nịnh hả mày? Này, mày nói cho tụi nó biết đi. Không nịnh bị đập sao? À hi hi, đồ ngốc. Ủa anh ơi, em nghe nói là sắp tới đây á, gia đình anh đi canh miếu chàng á. Sao giờ này anh còn ở đây vậy? Tao nói cho mày biết nhá, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Chuyện đấy là mẹ con tao tự giải quyết. Phăng ngay cho bố nhờ. Cái gì? Việc mẹ bảo mày, mày làm đến đâu rồi? Em ơi, con làm hết rồi mẹ. Một tay con lo đấy. Thằng Thạch Xanh, mặt nó thông minh, ôi ơi, mặt nó đẹp này, nhưng mà nó đần mẹ. Con nói một câu là nó làm phăng phắc. Không tin à? Không. Thạch Xanh. Dạ. Ê, rồi. Mày giết anh à mẹ? Dạ mẹ, em đang chạy ngủi. Không sao. Này. Nói thật với em nhá, là hôm nay là đến phiên nhà chúng ta là canh miếu chàng, nhưng mà anh phải bận đi giao rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây, nên không có đi canh được. Em thay anh nhá, anh mà không đi giao rượu á là không có tiền mà lo than thuốc cho mẹ già đau ốm. Ốm đấy mẹ. Đấy, ốm lặng lắm em ạ. Em ơi giúp anh nhá. Dạ vậy thì anh cứ ở nhà đi, để em đi canh miếu chàng cho anh, nhớ lo cho mẹ nha. Như thế thì tốt quá. Dạ em đi đi em. Dạ em đi nha. Đi em. Thạch Xanh con. Dạ. Trước khi đi con cho mẹ ôm con một cái nào. Dạ được. Ôi. Mẹ ơi. Ôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Đi đi em ơi, đi đi em ơi. Con đi nha mẹ. Con đi nha. Đi mẹ đi. Đi, đi. Em đi nha. Đi đi em. Này đi đi nha, con chàng nó đang chờ em đấy. Ôi trời ơi mẹ ơi. Thằng Thạch Xanh. Sao mẹ? Nó khôi ngô tuấn tú. Ôi Thạch Xanh ơi, chàng chết với tôi à. Con ơi mẹ, con khỉ, con khỉ. Heo ơi, người ta dùng cây nhát khỉ, mẹ tôi dùng cây chết luôn con khỉ. Ê, mẹ ơi nó vẫn còn ngáp ngáp này. Em ơi thôi mày chết luôn đi mẹ ơi. Con nói cho mẹ nghe này. Thế đây mình già rồi. Vâng. Mình ước mơ cái gì cho nó đàng hoàng tí. Ước mơ lấy máy bay đi. Ôi ít ra mày già mà còn có ước mơ còn hơn mày. Còn thế nào? Thanh niên dai dáng mà chả có ước mơ nào. Ai bảo? Nói cho mẹ biết nha, con cũng có giấc mơ đấy. Khi nào? Đêm qua này, con vừa nằm mơ. Trong giấc mơ của con, eo ơi, con là một siêu anh hùng. Con vào hang trần, con giết trần, con cứu công chúa mẹ. Ôi thế á? Nhưng mà khi con vừa bước vào ấy, cái điều con thấy đầu tiên là gì con? Là công chúa nhậu như một con điên. Vui quá, vui quá. Cái gì vậy? Công chúa đâu? Công chúa đâu? Công chúa đâu? Ta nè. Công chúa đâu? Ta nè. Công chúa đâu? Ta nè. Lấy gì làm tin? Ta là công chúa. Ta tin rồi. Gì vậy? Thôi ta không về đâu. Ui, này, tôi vào đây là cứu công chúa, không về là sao? Thôi ở đây vui hơn à. Ở hoàng cung á, ta không có được bay.
bay nhảy. Ở đây ta tha hồ bay nhảy, tha hồ quậy phá. Eo ơi, con chàng nó về đây nó môi ruột bây giờ. Chàng thương ta lắm, ta muốn cái gì chàng cũng mua cho ta hết á. Ở này, không khéo là ưng nó luôn đi, rồi làm cái mâm cỗ đó ra mắt quan viên hai họ. Chưa có chịu, ta chưa có chịu chàng. Ủa là sao? Tại vì á, ta vẫn chưa xác định được giới tính của chàng. Nó là thế nào? Nó mơ hồ lắm. 246 á, thì nó là chàng trai năm ấy. Còn 357 á, thì nó là cô gái đến từ hôm qua. Thế còn chủ nhật? Lạc giới. Cuộc đời nó như ba cuốn phim buồn đấy à. Em ơi, thế là hoang mang quá. Hoang mang. Thế bây giờ mình làm như thế nào nhỉ? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay chủ nhật. Em ơi, thế là lạc giới à? Ừ, làm sao? Ôi, chăn dê, chăn dê. Chăn dê, làm sao suy nghĩ đi. Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật. Lạc giới. Lạc giới. Thân sâu hồn bướm. Ừ. Biết rồi. Sao? Đây đây, bây giờ công chúa cho con mượn áo đi. Này. Mượn áo hả? Rồi. Mọi chuyện cứ để thần lo nha. Công chúa, ta về rồi nè. Công chúa ơi, công chúa đâu rồi? Công chúa, trời ơi, công chúa đó, trời ơi. Cứu. Cứu. Làm thế hả? Ông ta ăn thịt ta luôn đi. Ông ta nhớ chứ bộ. Nhớ hả? Nhớ nhưng mà nhớ theo kiểu nào nè. Có hai đáp án. A. Chàng nhớ công chúa. B. Công chúa nhớ chàng. Ê ê, ví dụ có đáp án C được không? Đáp án C là gì? Là Thí Dân nhớ Thí Kiều á. Ta chọn C. Trời, biết ngay mà. Sao hôm nay cứ lấy cái tay che cái mặt hoài vậy? Hôm nay em bị nổi mụn á, em mắc tự tin. Ủa, bị nổi mụn? Dạ. Bị nổi mụn là phải ăn trái cây mát. Ăn gì vậy chàng? Sầu riêng nè, cái giải, nhãn. Còn cái nào mát hơn không? Món cuối cực mát. Món gì vậy? Lẩu Thái. Thái? Em không chịu hấp lẩu Thái đâu. Trời ơi, không chịu. Ú, sao hôm nay cái tai của nàng to thế? Tai của em to để nghe giọng chàng rõ hơn á. Tôi nói cánh tai đó bà. Không nói rõ gì hết trơn. Tay dài hả? Tay dài để người ta nựng chằng á. Tôi nhận là nựng ta luôn hả? Trời ơi, ghé con nựng cái nữa nè. Anh nựng ta nữa thì trời. Nựng cái nữa nè. Nựng nữa luôn kìa. Nựng cái nữa nè. Anh nựng luôn kìa. Đâu như vậy? Đến luôn làm tới hả? Ăn thịt tao luôn đi. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Sao hôm nay người nàng nghe mùi rượu? Thiếp pha rượu đi, đại chàng á. Vậy hả? Đúng rồi. Rượu gì vậy? Người đâu, lấy rượu. Rượu gì vậy? Dạ có hai loại rượu à. Đó là rượu 92 với rượu 95. Trời ơi, chàng uống rượu nào? Rượu mà như xăng vậy. Trời, vậy đó nó mới mạnh mẽ. Rồi 92 là rượu gì? Rượu 92 là do ông Chính với bà Hai nấu á. Vậy là tao biết rồi. Rượu 95 là do ông Chính với bà Nam nấu nè. Bậy rồi. Rượu 95 là nấu năm 1995 à. Vậy hả? Thôi bỏ nó qua luôn đi. Dạ. Ta muốn uống rượu. Dạ, uống cái nào nè? Ta muốn uống rượu pha nè. Trời ơi, mạnh dữ. Thôi được rồi, thích thì chiều. Rồi. Uống. Quay mặt bên kia đi. Đã không chàng? Ta rất còn tỉnh. Quý ạ. Ê, tỉnh đây. Tỉnh dậy. Công chúa ơi. Về. Về đi, về. Đứng lại Lý Thâm. Dạ. Lý Thâm gì đâu đây? Đây, công chúa là Lý Thâm.
Ngươi tưởng qua mặt được ta hả? Ta bắt công chúa là để ngươi vô đây. Ta sẽ giết ngươi. Làm cái gì mà giết ta? Nhớ năm xưa, ngươi bán rượu cho một người lái xe bò mà ổng không uống. Ổng cho con bò ổng uống. Thế là con bò sai, nó chạy với vận tốc 200 km/h, đã tông chết vợ của ta là Trần Thị Tinh trên đường cao tốc. Eo ơi, thế một anh năm xưa là vợ của ngươi à? Đúng, hôm nay ngươi phải chết. Xem đây, các con xuất chiến. Lên đi. Đánh nó con, nhào vô. Đánh nó đủ rồi nè. Đừng mà trời ơi, xin tha mạng, xin Lý Thông tha mạng. Nếu như có giết xin hãy giết tôi đi, đừng làm hại các con của tôi. Này, tại sao ngươi không xin là ta tha mạng luôn? Giết cái gì? Tại vì Lý Thông ác, mà Lý Thông ác là phải giết. Eo ơi, cái này là xưa lắm rồi. Lý Thông bây giờ không còn là Lý Thông ngày xưa nữa. Hả? Lý Thông bây giờ xây cầu, đào đường, lắp giếng, ăn chay 1 tháng 15 ngày. Cho nên tao quyết định tha mạng cho ngươi và các con của ngươi. Nhưng ngươi phải trả công chúa này cho ta. Dạ. Công chúa, mau ra đây đi công chúa. Ba nè, Lý Thông. Công chúa. Giết chàng được rồi hả? Ta thu phục được chàng rồi. Ôi. Bây giờ mình về cung thôi. Về cung thôi. Ê, các con đưa công chúa về cung. Mẹ thấy con trong giấc mơ như thế nào? Thông ơi, trong giấc mơ con anh hùng lắm con ạ. Con dũng cảm lắm con ạ. Vâng. Con cứ như soái ca ấy. Bây giờ con sẽ đi thực hiện giấc mơ của mình. Con sẽ chém chàng. Con sẽ cứu công chúa. Con sẽ là phò mã. Tôi đi đây. Tôi giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Bà con ơi, tôi giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Thầy Sinh, anh Lý Thông, em giết được Trần Tĩnh rồi. Em đã cứu được công chúa. Vậy có nghĩa là em sẽ trở thành phò mã. Anh yên tâm đi, khi mà em trở thành phò mã, em sẽ cố gắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con và sẽ lo cho gia đình chúng ta tốt hơn. Anh cầm giùm em. Bây giờ em phải lên kinh liền. Em đi nha, con đi nha mẹ. Lý Thông, con vừa làm gì đây? Con nó đã
giết chết giấc mơ của con. Con không cho ai làm điều đấy. Con Lý Thông mới chính là phò má. Con mới chính là phò má. Lý Thông. Ủa, nhưng còn là Trăn thì sao? Chính nó, nó là người đã nuôi con chàng này. Nó phải đáng tội chết. Tôi Lý Thông chính thức sẽ làm phò má. Dạ, ngày hôm nay, dạ giới thiệu với mọi người, con tên là Nghĩa. Dạ, con là Nghĩa, con bán nước ở ngoài đầu ngõ đó. Ngày hôm nay, con được làm MC cho chương trình lớn của con Rung á. Mọi người ơi, cho con chạy phóng tay đi mọi người. Dạ, con đợi Rung rồi. Dạ, bây giờ, xin giới thiệu với mọi người. Mọi người có nhớ không? Cứ rằm tháng 7 hàng năm là Ngu Lan và Trích Nữ sẽ gặp nhau tại cầu Ô Thước. Và cũng vì thế, ngày hôm nay, tại xóm Ô Kìa lại xuất hiện một cặp thi đấu nảy lửa giữa hai đội Siêu Mỏng và Siêu Mỡ. Lý do của cuộc thi đấu là do hai người đó sân si đúng không? Sân si coi nói nhau là coi cái thân hình của mình ai là thân hình hợp lý. Và bây giờ để xem ai hợp lý, mời mọi người trong tràng pháo tay để đón chào đội Siêu Mỏng. Hey, đội Siêu Mỏng tập hợp. Đội Siêu Mỏng thân hình nóng bỏng. Wow, nó thiệt là nóng bỏng quá đi. Và bây giờ mọi người ơi, hãy cho thêm một tràng pháo tay nữa để đón chào đội Siêu Mỡ. Siêu Mỡ, Siêu Mỡ thân hình nảy nở. Thiệt là nảy nở. Lý do, mọi người ơi, mọi người nhìn hai đội đi. Hai đội trên đây tượng trưng cho hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất, ăn hoài không bao giờ mập. Nhóm người thứ hai, hít thở không cũng mập. Ê, tao mập thêm 3kg rồi nè. Trời ơi, tôi tin rồi nha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người thêm nữa. Mọi người ơi, lý do của cuộc thi đấu ngày hôm nay, chủ đề là gì? Chủ đề đó chính là ăn nhanh. Trời gì chứ, ăn là nghề của tụi mình mà. Nhanh là nghề bên này. Yeah. Bởi như vậy mới bất phân thắng bại. Và bây giờ xin phép mọi người cho tôi được lên món. Cổ tích kể lại rằng ngày xưa có một vị hoàng tử do cự lộn với vua cha, nội bộ gia đình xào xáo, cho nên chàng đã xách ba lô lên và đi. Chàng đến một quan đảo lạ, được một con chim lạ ban cho một hạt giống lạ, mọc ra một cái trái lạ. Nhưng tên của chàng thì không hề lạ, nhưng đó chính là Mai An Tim. Mai An Tim hân hạnh tài trợ 6 miếng dưa hấu ế này. Vỗ tay. Đây, dưa hấu đang dày mà kêu ế. Thôi được rồi, vậy bây giờ bắt đầu cuộc thi. Đầu tiên là đội Siêu Mỏng. Các bạn nghe tôi nói đây. Năm trước Mai An Tim chăn dưa hấu trong vòng 15 giây. Không biết năm nay các bạn có chiến thuật gì không? Cố gắng hết mình. Và bây giờ thời gian chuẩn bị bắt đầu. Xong rồi, thời gian đã dừng lại 8 giây, các bạn đã phá kỷ lục của Mai An Tim rồi. Quá hay, quá xuất sắc. Anh ơi. Ăn quá chị, ăn luôn, độ quá chị, độ. Tới em thi chưa? Bây giờ tới em thi nè. Mỗi lần em thi là em hồi hộp hết trời luôn. Hồi hộp lắm phải không? Dạ. Hồi hộp quá, đi về đi, đừng thi nữa. Đâu được. Quên, cho em thi chứ, quên. Dạ. Bây giờ thi nha. Dạ. Thời gian đã chuẩn bị nè. Tua lại. Tất cả chuẩn bị. Bắt đầu. Em được mấy giây vậy anh? Anh ơi, em được mấy giây vậy? Tao chưa kịp bấm giờ luôn á. Cho nó là sao? Trời ơi, là các bạn là người chiến thắng rồi. Trời ơi. Mai Tim sẽ trao phần thưởng dành cho người chiến thắng. Mai Tim, để tao. Dẫn giải. Chuẩn bị phát biểu. Nhanh đi em. Thôi hả? Nhanh đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em được cảm ơn đến cha mẹ. Cha mẹ con dưới thấy con rõ không? Cha mẹ rõ hả? Dạ, lời nói thứ hai em cảm ơn đến ban tổ chức. Dạ, cảm ơn anh ban tổ chức đây.
Cảm ơn ban tổ chức đã chịu chi cho em ăn có ba miếng dưa hấu mà mời mười mấy con người hoành tráng quá. Và lời nói thứ ba em cảm ơn đến thầy cô. Mọi người ơi, khi em nó vô hết giờ rồi. Khi nó vô. Bây giờ hết thầy. Ủa xí. Hả? Ủa em thi vậy là xong rồi đó hả? Xong rồi em. Trời ơi, chung kết thì nhạt nhẽo vậy. Ừ, nhạt. Cho em xuống đi trời ơi. Trời em còn thi nữa chả nè. Tôi phản đối. Mày ăn gian. Tôi không phục. Ủa mắc gì không phục? Thắng thì cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Nè, tao nói cho mày biết, tao đại diện cho thí sinh ở bảng thi triển vọng đã rớt từ những vòng trước. Tao mời mày lên quýnh lộn thì cái mặt quen quen chứ tao sợ mày à. Con vào vô mày. Phan ơi, bà nội mày tới rồi. Hả? Bà nội tới. Trời ơi, nó quýnh con nội ơi. Trời đất ơi. Mấy thằng cô hồn, mấy thằng các bạn. Trời ơi, mày nghĩ làm sao mày lấy cái thân bồ tử của mày, mày đè lên cái thân bồ liễu của cháu tao. Trời ơi, tao quýnh tụi mày chết. Trời ơi, hả? Mày cuốn đi đâu? Hả? Coi chừng tao cuốn gọi mày luôn nha mà. Trời ơi, đang hiếp cháu tôi kìa. Dân, dạ thưa bà. Dân cái gì mà dân? Dạ. Hả? Ai kêu réo gì mà mày dân? Hả? Mày dân cái gì? Hả? Mày dân mâm ngũ quả cho bà cố nội mày hả? Hả? Tao nói cho mày biết nha, tao ghét nhất là MC mở miệng ra kiếp dân. MC lễ phép không có lý do, lễ phép một cách thừa thải. Dạ bà ơi, ý con nói là phần thi của tối đêm nay. Mày nín mày. Tối có nghĩa là đêm rồi mày hiểu không? Ừ. Mày chỉ cần nói tối nay hoặc đêm nay được rồi, mày nói chỉ tối đêm nay chứ dư hả mày? Hợp lý. Dạ bà ơi, không phải, ý con nói là phần thi của Tấn Phát đã hoàn thành xong. Mày nín, bộ mày không nói dư chữ mày chết hả? Hoàn thành có nghĩa là xong rồi mày hiểu chưa con hả? Bộ mày sợ thiên hạ, người ta nói mày MC mà ít chữ nghĩa, cho nên có bao nhiêu từ mày gom vô một câu cho nó phong phú á mày. Phong bà nội tao nè. Mày là phong xù, phong giật, phong đòn gánh đó mày. Mày MC tên gì? Dạ con tên Trung Nghĩa. Xin lỗi mày nha, Đại Nghĩa nó còn chưa nổi tiếng bao giờ mới tới Trung Nghĩa. Mơ mộng, hảo quyền, hư cấu, biến mày. Bà ơi, hai con này là ai đây? Bạn con. Bạn kệ bạn, tao sẵn tao dọn mỏ, tao chửi luôn mày. Đi hết cho tao. Đi chơi. Rồi tôi nghe bạn ơi. Tôi nói cho tất cả các con người ở khu vực này nghe. Đụng tay thì được, đụng tới cháu tôi hả? Tôi sanh tử. Và kể từ đó, nội tôi trở thành gương mặt thương hiệu của ngành chửi. Hàng năm, quý anh chị em cô bác nào muốn chửi hay chửi giỏi cứ đến đây thắp nhang trước dòng linh của nội tôi để xin lộc chửi. Đó, nhiệm màu ghê chưa? Ê, nói làm như có ai mới quẹt mỏ nội đó. Trời ơi, nó quẹt tay mét cái mỏ luôn rồi kìa. Cái gì tay mét cái mỏ của nội? Trời rồi hả? Thương, không sao đâu, con có cái này cho nội nè. Cái gì vậy? Đợi con xíu. Cái gì? Nội đâu? Nè. Cái gì vậy? Cái son á. Cho nội hả? Cho nội nè. Thôi mẹ ơi, tự nhiên già mà quánh son ghê. Ủa nội. Vậy là nội không có nghe chị Bơ Lan chị nói rồi. Nói cái gì? Là con gái phải biết tô son nha nội nha. Đó, phải học hỏi với chị Bơ Lan biết không? Thôi, không có quánh son đâu. Quánh son già mà ghê lắm mà hết. Không thích đúng không? Thôi coi đem trả nha. Ê, cái son nó màu gì vậy? Ủa, không thích mà. Hỏi cho biết thôi. Nó màu mùi mận chín đó nội. Màu mận chín hả? Màu mận chín. Trời ơi, quánh cái son vô xong, cái môi của nội như trái mận, thế nào ra đường cũng có trai theo đầu cắn một miếng. Ai mà gan vậy nội? Giờ không thích đúng không? Coi đem trả. Ê, cái son nó có mùi gì vậy? Mùi sầu riêng á. Trời ơi, son mà có mùi đồ ăn hả trời? Trời, bây giờ là hot bây giờ nghe nội. Bữa con ra con lửa nó giục một đống vậy nè. Có mùi kho quẹt, bún đậu mắm tôm, bún mắm nữa nội. Hai, ghê quá. Đừng có tặng cho nội cái son mùi bún mắm nha. Ủa sao vậy? Tự nhiên quánh cái son nó xong ra đường nó kêu ý bà già miệng thúi. Miệng thúi, không thích con đem trả nha. Ê khoan, bị gì lâu rồi nội không có ăn sầu riêng. Chào miếng nè. Ngồi xuống đi con quánh cho nội. Ngồi xuống đây cho nội. Ôi, nội cái gì vậy? Nội ơi, bà cháu mỗi lần ngồi xuống là như chưa bập bên vậy. Nội trấn cái bập bên là giùm con đi nội. Rồi, nè. Môi đẹp đâu, nè. Ai,
Con quýnh cho nội là đẹp xuất sắc luôn. Được không? Được chứ con mà. Trời ơi, thấy vậy chứ thiếu khiếu thẩm mỹ. Trời ơi, gãy luôn cây son rồi nè. Đẹp chưa? Trời ơi, xuất sắc nội ơi. Đẹp quá luôn nội ơi. Cái vòng là tôi sắp biết sao, cái bị cặp nó sắp nó xuống cho. Nội nội nội, mình quýnh son chứ mình không có khớp mỏ nội. Không phải, quýnh son mình nói chuyện lớn nó lem son. Đâu có, nó lem sẵn rồi. Không, đẹp sẵn rồi. Bây giờ nói chuyện bình thường, hai ba. Trời ơi, tự nhiên quýnh son xong cái nội muốn hát. Hát bài gì? Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đời trời. Vậy mà không trang điểm đó hả? Bây giờ tưởng tượng nha, ông nội mà còn sống gặp nội thế nào, ông nội cũng rất là hãnh diện, thậm chí là kiêu ngạo gì nội. Trời ơi, hèn chi ông nội bỏ bà nội đi sớm. Hả? Không, ý con nói ông nội mà có đây á, là ông nội sẽ khen bà nội là người phụ nữ có bờ môi quả cảm á. Quỷ này ghẹo nói hoài ha. Dạ. Ê, nói nghe nè con. Dạ, dạ. Bây giờ tụi nó đi hết trơn, trời đâu mà ai trơn á. Sao có hai bà cháu mình đây không mấy, hát cho nội nghe đi. Trời ơi, hát hả? Hát cho ai thì con còn suy nghĩ chứ hát cho nội thì hát tới tối luôn. Hát cho nội. Nội muốn nghe bài gì? Cái bài mà du dương buổi tối nội hay hát á. À, cuốn yêu. Lạnh bên trong sân trái đua trái phiên âu lo. Luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon của nữ mang tên Bobby. Yeah. Khi tôi 20 ngẩn ngơ bạn bè quanh tôi, đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Yeah. Wow, hay quá. Mấy anh chị, mai mốt em làm ca sĩ rồi con. Bạn vậy nghĩ sao làm trời ca sĩ vậy trời? Ê mày, mày nghĩ sao mày? Người ta vô coi ca sĩ không quen nên người ta vô người ta coi heo. Ê mày, bùn mập ăn hết củi dòng họ nhà mày á mày. Vô duyên. Trời ơi, khó khăn lắm cháu, tao nó dám mạnh dạn hát trước mặt bao nhiêu người làm cục hứng à. Thôi mà nội, thôi đi con, nước giận nội. Sao mà thôi được con? Trời ơi con ơi con, con là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay nội nuôi nấng chăm sóc tới ngày hôm nay. Đứa nào mà đụng tới con ha là nội giết nó liền á. Thôi mà nội. Nói cái gì mà vui quá vậy? Gì vậy? Ai vậy? Trời ơi. Mọi người thấy tôi ra có hề hước không nào? Các bạn bên tay phải ơi! Các bạn bên tay trái ơi! Các bạn ở trên lầu ơi! Các bạn ngoài phòng giữ xe ơi! Không ai ơi! Trời ơi! Fan hâm mộ hả? Trời, ca sĩ về làng mà sao không giở tay giở chân gì lên đi nào? Cổ vũ lên nào! Vô! Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào. Tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải. 2, 3, rẽ á, hốt hàng. Lên chùa, lên chùa bè một canh sen. Ăn cơm bành đè đi cấy sáng trăng. 3, 4 cô có hẹn cùng trăng, có hẹn cùng trăng. Há, điều quá kìa. Giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào. Tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải. 2, 3, rẽ á. Ê, ai dựa mày vậy? Ê mày, tao vuốt láng o mày chưa vừa lòng mày nữa hả? Ê con. Dạ dạ. Cái thằng đàn ông nào cái mặt thừa mứa mà cái duyên hạn hẹp vậy? Trời ơi, nội không nhớ ai hả nội? Ai? Trời ơi, cái anh này là ai mặt lạ quắc vậy nội? Nói cái gì mà hài quá vậy? Hài em mới nói với anh. Trời ơi, không nhớ tao hả? Anh Kim. Phát. Trời ơi, lâu quá không gặp. Trời ơi. Mập quá vậy? Dạ, ê dạ. Phát ơi, lâu ngày gặp lại, mày giả bộ, mày hỏi tao làm nghề gì đi. Ủa anh Kim giờ làm gì vậy anh? Thật ra thì tao. Gì vậy con? Muốn lủng sân khấu luôn. Anh giật cô hồn đó nội. À. Giật cô hồn là mày giật đó. Ai biết tưởng tháng 7 anh kiếm thêm. Sao mày nín đi? Hỏi lại nè, tao làm nghề gì? Dạ, giờ anh làm gì vậy anh Kim? Thật ra... Gì đó vậy con? Nó giật hụi đó nội. À. Giật hụi là bà cháu mày giật đó. Ai biết đâu, diễn tả quá, làm cái gì nói đại đi. Dường như cái chương trình mà đuổi hình bắt chữ nó không thích hợp với tình huống này lắm. Bây giờ tôi dùng công tác hình thể để diễn nha. Rồi. Thật ra thì ở dưới quê đó, rồi là Sài Gòn. Mà trời ơi, không biết con mẹ giờ trời có được cái nhà. Mưa gió bao buông cái trại mà làm đây. Cái lầm mấy chè mà nào làm như vậy. Cái này tâm buồn đến nà này. Rồi sao phải làm thật lôn ra luôn. Cả một tuần tuần. Vút, vót, tuần tuần tuần. Ê con ơi. Trời ơi. Nó thương quá. Nội hiểu gì không nội? Nó diễn tả cái gì mà dung tục vậy? Trời ơi, đây nè, đây con giải thích cho nội.
Tức là ngày xưa đó, ảnh mới lên Sài Gòn, cù bơ cù bớt là không có ai lo cho ảnh. Xong cái có cái người đó đó đem về cứu mang, hai người sống chung với nhau đến khi ảnh bụng mang dạ chữa. Rồi người ta quất ngựa truy phong. Trời em ơi, đang thi đó anh à. 9 tháng 10 ngày sau ảnh đẻ ra thằng nhỏ cái đầu đỏ đỏ, cái vàng khè. Mà ảnh đâu có sữa đâu cho nó bú. Thế là ảnh ẵm đứa nhỏ. Ai ai cũng tụt mà. Anh làm điểm lẹo à. Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì mày ghẹo cháu tao cho mở nó tràn nó vậy? Trời ơi. Nội bằng quần cái quần giùm con cái nội nha. Không có sao đâu con. Dạ con kể tiếp nha nội. Ừ, sao nữa con? Đó, là ảnh ẵm tiếp đứa nhỏ, nó chạy một mình trong đêm mưa gió vậy nè. Anh quyết định để trước nhà con Bạch Tuyết. Trời. Mà xui. Bữa đó con Bạch Tuyết này hẹn với bảy chú lùng bắt xe lên Sài Gòn quýnh ghen con lọ lem. Trời ơi. Đó, thế là ảnh ẵm tiếp đứa nhỏ, chạy một mình trong đêm mưa gió để trước giường của công chúa ngủ trong rừng. Hả? Con quỷ đó nó lo ngủ không, nó không đếm xỉa gì tới đứa nhỏ. Thế là ảnh ẵm tiếp đứa nhỏ, đặt lên bè, thả trôi sông, phụn phụn phụn. Là cái gì? Tạt nước đó nội. Chiếc bè trôi tới Thái Lan. Lúc đó Thạch Sanh và Lý Thông đang chơi tạt nước ở Bắc Thái Gia. Ali bong tê, cái ly lên đầu. Trời, con cái nhà ai mà xinh dữ vậy? Thế là họ quyết định bồng về nuôi. Và kể từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Happy ending. Ê con Thông dịch viên bị điên. Dạ. Cái câu chuyện nó nhạt nhẽo, nó bình thường, nó đơn điệu ghê lắm mà vô cái miệng mày trời rồi nó đậm đà dễ sợ. Đến thi kịch cùng Bolero hả con? Dạ. Em nói vậy cho nó đặc sắc đó anh. Trời ơi sai rồi ba ơi, con nói là ngày xưa con dưới quê chân con bị phèn không mà bụng mỡ làm ca sĩ đâu có ai chịu đâu. Cái một đêm mưa gió cái chạy ba la tông ở Sài Gòn hiểu không? Mưa gió pa 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 vậy đó. Một ngày nọ đóng mỡ bụng tan biến, bỏ cái thao tuẩn 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 là tạm biệt mỡ bụng nó má. Ủa là thao mỡ đó hả? Thao mỡ. Trời ơi diễn quá ai biết đâu. Ê nói vậy bây giờ con là ca sĩ hả? Tôi là ca sĩ. Ê dạ. Nghe nè, sao không bao giờ nội thấy nó lên TV nè? Cái này con biết nè, người ta là ca sĩ người ta hát ở phòng trà. Còn ảnh là ca sĩ anh hát ở phòng tạ. Tập ra single mới đúng không? Cậu sao biết? Em biết mà, em có theo dõi mà. Single cho em tập tạ thêm chút nữa. Có thêm một bài nữa. Bài gì vậy anh? Cô gái cơ bắp hái bắp té sắp mặt luôn. Bài đó mình anh biết đó. Trời ơi. Chào quý khách. Ai nữa vậy? Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô Hương Hồn của chúng tôi. Ai có giọng hát hay? Nam nghệ sĩ, không nữ, không nam nữ nghệ sĩ. Dạ đang nói chuyện cho 5 phút thôi, nói chuyện xong rồi nói tiếp nha. Nam nữ mày phân biệt không được mà xin xỏi gì mày. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô Hương Hồn của chúng 5 phút thôi, nói chuyện 5 phút là xong liền nè. Cuộc đời tao không liên quan tới mày, không cho. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đoàn Lô Tô Hương Hồn chúng em xin tuyển chọn nhai giọng hát hay, hãy đến đây cho nói. Trời ơi cơ, con tưởng sớm mình có ai chết mướn bd về hát thì gớm không? Trời đâu có, sớm em bà nội em là già nhất, bà nội em chưa chết ai dám chết trước. Ê mà dạ. Con ơi, làm như nó sắp chết rồi đó, bây giờ thấy nó bắt đầu nó bắt chuồn chuồn rồi kìa. Dạ để con, gắn vô là nó nói được luôn đó, gắn vô. Rồi nói nè. Nè nè, gắn nói nè, gắn. Nè nè, gắn nói nè, gắn vô rồi má. Cho vừa lòng mày. Mày nghĩ mày đứng sau lưng mày tháo mít là tao không nói được hả? Nói được hết chứ mày. Mày nhìn đi, hôm nay tao bận áo hình trái gì? Trái me. Trái thơm. Tao có trăm con mắt tao nhìn được hết chứ mày. Xe ra. Còn mày, ai thuê ai mướn ai cho phép mà hát hay dữ vậy? Trời, con tin là nó khen con luôn đó. Ê, khen làm gì nhăn thịt cháo tôi vậy? Trời đất ơi, ủa ai mà như Annabelle vậy? Bà nội tôi đó trời. Ủa nội, trời ơi, nội dễ thương quá nội. Thích anh son phải không? Cái son màu mới nữa. Cho em cây nữa. Mày về nhà tự mua đi mày. Dạ. Nè. Dạ. Biết hát phải không? Dạ, em hát được. Em thích chuối tay chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Bán nè 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 bình nát nè. 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 Anh lấy chuối giết không có luôn đi anh. Điên vậy đó. Trời đất ơi. Nè. Dạ. Biết nhảy phải không? Dạ em biết. Em nhảy được. Ô ba cắn năm xài. Ộp. Vô quán ba nhảy lò cò trong đó đi ba. Nè, dạ. Nhìn em rất là có tố chất. Dạ. Em có tố chất luôn, quá chất em đầy tố. Nhưng anh chắc làm đầy mặt anh đó. Tao nói nguyên cái chợ Kim Biên quá chất giữa lòng Sài Gòn là anh đó. Nghiệp quá nặng. Trời ơi, cái gì vậy? Người ta đang nói chuyện mà lanh lanh cái miệng anh à. Nè, anh nhảy vô đây anh ngồi luôn đi. Khui ra chia cho mang nhục. Dạ. Nè, nhìn em rất là có tố chất. Dạ. Đi qua bên đoàn anh thử giọng đi. Làm được lương cao lắm đó. Lương cao lắm đó anh. Ừ, nhớ nhà nhớ qua thử giọng nghe, trời dễ thương quá. Cho em thử giọng với. Ủa đi đâu vậy? Đi luôn á. Em sắp nổi tiếng rồi, nhất định sẽ nổi tiếng. Ô bà cắn năm xài vô. Con ơi con ơi, cơ hội tới kìa con ơi, cơ hội. Vậy?
gì với Annabelle vậy trời? Nó cho người cái son. Trời ơi, giờ, nội nãy người ta nói là đi tuyển gì đó. Đi tuyển làm ca sĩ đó, con mày đi con, đi. Thôi con vậy sao đi? Sao không được? Thôi, con nghĩ kỹ rồi, con không làm ca sĩ đâu. Con mà làm ca sĩ lỡ con nổi tiếng rồi ai nhà lo cho nội đúng không? Ôi tao lo. Ai mà ghen quá vậy? Ba hai. Sao kêu tên tôi chiều mến vậy? Đòi nợ gì vậy? Đòi nợ. Ai thiếu nợ mà đòi? Ba nội mày. Ủa nội thiếu tiền người ta hả? Bao nhiêu lận? 10 triệu. Trời ơi, có 10 triệu thôi mà làm gì quá vậy? Có tiền trả không? Dạ không. Không có tiền trả mà hả? Anh hùng vậy đó hả? Tụi bay. Dạ. Phá nhà. Dạ. Ê đừng làm gì vậy? Nhà thôi mà trời ơi cái gì vậy nè? Đừng phá nhà. Trời, tôi đang nỉ mấy người. Ở đây không phải là nhà của tôi đâu. Ủa không phải nhà hả? Dừng lại. Bây giờ sao? Bây giờ có tiền trả cho tôi không? Con ơi chết, con không có được con ơi. Bây giờ mày phải qua bên kia mày thử mày làm ca sĩ mày hát đi con. Chứ nó không cái đám này nó xiết đồ xiết nhà, nó bắt đi nội đó, nó bắt nội đó. À thì ra là có cách phải không? Có cách thì phải đi hát kiếm tiền trả tiền cho tao, còn không hả là tao bắt bà nội mày đi tụi bay. Dạ. Cuốn bà đi. Dạ. Ê cái gì vậy? Nè, làm vậy? Đừng mà. Nè. Đi đâu vậy? Trời ơi. Ê. Ra đi bà nội tôi. Anh Dương Lâm đây, một con người nhìn qua rất hài. Bề ngoài to con hơi đẹp trai, bờ vai rộng lớn. Ngày xưa chẳng ai biết phận tài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm diễn hài mau chạy đi thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dương Lâm diễn hài, vậy chạy đi bà con ơi. Trời ơi. Vui quá. Anh Dương Lâm diễn hài duyên dáng mà xong người chạy hết rồi. Ừ. Duyên bà nội tao chứ duyên. Ai sanh ai đẻ mà hát không hay diễn không duyên vậy? Trời đất ơi, đi về. Được rồi, một ngày em mà nổi tiếng em sẽ trả thù. Em kinh kẹt. Trời đất ơi. Ôi. Mời thí sinh tiếp theo. Mày nữa hả? Không, em là con khác. Mày là ai? Anh Dương Lâm Vĩnh Long đã chinh phục ước mơ. Mày về rồi. Vĩnh Long mày hát đi. Anh Dương Lâm Trà Vinh đã... Đi về. Anh Dương Lâm Spy Sóc Trăng đã chinh phục. Mày đạt rồi trời. Trời đất ơi, có bài hát nó hát 10 lần như một, chỉ thay đổi địa điểm nè. Trời ơi, thằng này 18 lần rồi, từ sáng tới giờ thiên biến dạng quá. Không chừng bây giờ nó vô đội bộ tóc bạc nha, nó kêu nội nè con. Nội nè con. Mày nữa hả? Trời đất. Ờ, nhưng mà bây giờ có đầu tư nhiều hơn được rồi đó. Cái gì? Bà nội nè. Nội nào? Trời ơi, bà nội Annabelle. Nội Annabelle. Ừ, nãy mình cho cái son nhớ không? Nhớ rồi, vô đây hát rồi. Không có phải con ơi. Gì vậy? Không có phải nội hát đâu con ơi. Vô hát mày. Nội có sao không? Bắt bà hai qua đây. Dạ. Con ơi. Nè, mày mà không hát ha, tao sẽ hút cốt bà nội mày, tao nấu cao nhắc bà. Nè, nội. Hát chưa? Hát chưa? Hát đi. Con ơi. Sắp chân bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Nó hát rồi. Trời ơi, hay quá. Nè, bây giờ không tuyển chọn, không cách tới gì nữa hết. Em vào bên trong ký hợp đồng làm ca sĩ chính luôn. Đi theo anh. Dạ, em không có đi đâu anh. Rồi mình về nội ơi. Cái gì mà về con ơi, tại sao vậy con? Cơ hội tới với mày rồi, bây giờ tại sao mày đi về? Trời ơi, con không có làm ca sĩ được đâu nội. Được mà con làm được mà. Con... Mày làm được. Trời ơi, mày hát hay mà, sao mày không hát? Trong khi đó, tao hát như ma. Mày vẫn xông pha làm single. Mày phải hát đi. Đâu phải là tao khùng, tao điên mà tao từ bên cồn tao qua đây đâu. Thôi. Với ai cứ để con nói. Thôi. Tất cả là gì nội mày. Dựng kịch bản ra mướn tụi tao qua đây đó. Thôi. Nếu mày không làm là thằng mày phụ lòng bà nội mày rồi. Anh nói vậy là sao? Thằng Lâm nó nói đúng đó. Tao tức quá. Bà
hai qua đây để con nói. À, dì ơi, số tiền của dì để con làm từ từ con trả cho dì nha. Không có nợ nần gì hết. Dì là dì tám má thằng gián ép nè. Đó, dì hai là bà nội con á, nhờ mà. Dì qua đây giả bộ đòi nợ để làm động lực cho con đủ can đảm một bước lên sân khấu. Con làm như vậy là phụ lòng bà nội con rồi. Thôi mà hai ơi. Quá mà. Nội. Vậy quá ra tất cả những cái điều này là nội làm đó hả nội? Sao vậy nội? Nội ơi, nội nhìn con nè nội. Nó nhìn cháu của nội nè. Mọi người ơi, nhìn tôi nè. Dì ơi, nhìn con nè dì. Con dì nè. Mà nội tôi bắt tôi đứng lên sân khấu hát cho mọi người nghe. Nội ơi, nếu mà người ta nhắm mắt á thì người ta còn có thể chấp nhận được giọng hát của con. Nhưng một khi người ta mở mắt ra rồi thì người ta chỉ cười vào mặt con thôi nội à. Nhiều lần lắm rồi nội, người ta chọc ghẹo, bỡn cợt, thậm chí là bêu rếu con nữa kìa nội. Con biết là con có đam mê, nhưng con không làm ca sĩ được đâu. Bởi vì con không muốn là trò cười cho người khác. Nội biết nội làm tất cả những cái chuyện này mà không có nói gì với con là nội bậy. Nhưng mà con ơi, tất cả những cái chuyện nội làm là vì nội thương con mà phải. Nội biết con có đam mê, con có tài năng, nhưng mà lúc nào con cũng mặc cảm, con tự ti về cái ngoại hình của mình. Nội muốn một lần, chỉ một lần thôi con gạt bỏ hết tất cả những cái điều đó. Con bước lên sân khấu, con thực hiện ước mơ của mình. Nhưng mà có lẽ nội đã sai rồi. Thôi, kể từ bây giờ nội không có bắt ép con làm một cái gì nữa hết á. Con muốn sao cũng được. Bà hai, dì hai. Con có làm sao thì vẫn là cháu của nội. Bà hai, dì hai ơi, Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã vì tôi làm những cái chuyện này. Không có sao đâu, tôi không có sao hết á. Mọi người đừng có nhìn tôi thương cảm gì hết nghe. Bà hai ơi, tôi không sao thiệt mà. Không sao, cảm ơn mọi người. Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày như con được nổi hơn. Nội ơi, con biết lỗi của con rồi. Nội đã lỗi cho con nha nội. Nội đừng có giận con nha. Nghe nội. Dạy. Mày có bà nội thật là tuyệt vời. Trời ơi, mày có giọng hát mà, lo gì? Bây giờ tự ti về ngoại hình, chuyện nó đơn giản thôi. Nè, bây giờ anh nói em nghe. Anh nhận em vào đoàn. Cái gì? Anh nhận em vào đoàn? Ừ. Nhận một người mập như em vào đoàn? Ừ. Nội ơi, Người ta nhận con kìa nội. Nè, tự ti về ngoại hình đúng không? Dạ. Đừng có lo. Nè. Dạ. Có việc cho mày làm rồi đó. Việc gì? PT huấn luyện cho em nó đi. Yeah, đã có anh trong đời, em sợ chi gió lạnh mùa đông. Một tháng thôi em thành Mr. Sixpack. Theo anh. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn mọi người. Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu, và phép màu sẽ đến với những ai dám ước mơ, dám thực hiện bằng chính sức lực của mình. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã một năm trôi qua rồi. Ngày xưa tôi chỉ rao loa, ngày nay tôi vẫn rao loa như thường. Còn bộ ba quyền lực vẫn xấu như xưa. Còn nội sao con? Đã già hơn trước. Tất cả
cả mọi người đều không thay đổi nhiều, duy chỉ có một người đã thay đổi hoàn toàn, đó chính là nam ca sĩ Tấn Phát. Mọi người ơi, giơ tay phải lên nào, giơ tay trái lên nào, tay phải kẹp khe trái, tay trái kẹp khe phải, 2, 3, Tấn Phát.